Galaxy J rẻ hơn 1,4 triệu. Điện thoại trợ giá mua ngay tại FPT Shop. Ơn rồi, cậu đây rồi. Yeah! Xin chào mừng quý vị và tất cả các bạn đến với chương trình Ơn rồi, cậu đây rồi. Thưa quý vị và tất cả các bạn, mùa năm của chúng ta đã được bắt đầu với rất nhiều sự thay đổi, rất nhiều sự bất ngờ. Và bao giờ cũng thế, chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất cho những trưởng phòng của chúng ta trong chương trình Ơn rồi, cậu đây rồi. Xin mời. Nghệ sĩ Tự Long, nghệ sĩ Trường Giang, nghệ sĩ Trấn Thành và nghệ sĩ Trung Tân. Thưa quý vị, đã có nhiều ý kiến gửi tới chương trình ngay trong những số đầu tiên của mùa năm là mọi người cứ băn khoăn, lo lắng bởi vì các trưởng phòng hầu hết là nam giới. Khán giả sợ là thiếu đi những cái phần mềm mại, dịu dàng, duyên dáng, nhẹ nhàng của nữ giới. Cái việc đấy thì không việc gì phải lo cả. Là bởi vì nếu như mà trưởng phòng toàn là nam thì sẽ tăng số lượng khách mời là nữ. Không phải. Bác anh tính nói điều đó để lý giải cho việc ngày hôm nay anh phải mặc cái màu này cho nó nữ tính lại. Không. Hồng kinh thêm à. Anh giúp em. Người ta nói sự thật mà giúp cái gì? Cho mọi người hiểu được rằng là bất cứ điều gì xảy ra với anh hay với bản thân mình, hãy mạnh dạn đối diện. Cái đó là bề nổi thôi. Chứ anh bề chìm là gì? Ông nào vậy chứ? Tại sao ở giữa một rừng hoa hồng mà hồng thấm? Tại sao? Khủng khiếp thật. Tôi không nghĩ là tình huống này sẽ xảy ra. Biết thế tôi ngồi thế này tôi dẫn chương trình từ đầu. Thưa quý vị, thưa tất cả các bạn, với 4 trưởng phòng trong chương trình Ơn rời cậu đây rồi mùa năm, một lần nữa chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn cho trưởng phòng Trường Giang, trưởng phòng Tự Long, trưởng phòng Trung Tân và trưởng phòng Trấn Thành. Một tràng vỗ tay to hơn nữa để họ vào chuẩn bị cho những phần thử thách đưa ra cho những người tham gia chương trình. Xin cảm ơn. Và đương nhiên rồi, trong chương trình đặc biệt hôm nay chúng ta sẽ chào đón những khách mời của chương trình, những người sẽ mở từng cánh cửa vào từng căn phòng của chúng ta. Nào, xin mời. Họ là ai? Họ chính là Lâm Khánh Chi, La Thành và chúng ta cùng chào đón Á Hậu Mâu Thủy. Thưa quý vị, chúng ta có thể thấy những gương mặt rạng ngời, nhìn đã thấy vô cùng thông minh và lanh lợi. Vậy thì họ sẽ mở cánh cửa như thế nào, đối phó với các trưởng phòng ra làm sao? Lâm Khánh Chi, đây là lần thứ mấy em tham gia chương trình? Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình. Cảm xúc em rất là hồi hộp, rất là hoang mang. Em muốn hôm nay sẽ rất là vui và rất là thú vị khi em bước vô sẽ được trưởng phòng ưu ái và thương em. Tôi nói luôn nha, đừng hy vọng điều đấy. Toàn dữ dằn cả, toàn ghê gớm cả. Cho nên bạn phải bình tĩnh, tự tin và sẵn sàng đối phó, chứ đừng mong họ nương tay với mình. Cố gắng lên. Mô Thủy, dạ. Em rất xinh. Cảm ơn anh. Lần đầu tiên anh được gặp em, rất là vui. Chào em. Chào. Có một câu mùa trước. Không được, không thế sao. Là anh thì chỉ được bắt tay thôi, còn lại là em thì có cả ôm đúng không? Thế này, không sao La Thành ạ.
sẽ còn nhiều dịp chúng ta gặp nhau ha. Để tôi hỏi tiếp người bên cạnh tôi là Thành. Tôi đùa vậy thôi. Ở rất nhiều những tiểu phẩm, rất nhiều những phim và trên sân khấu bạn diễn rất là hay. Bạn có lo lắng khi đến với Ơn Giời Cậu Đây Rồi không? Dạ, nói thiệt với anh thì đây là lần thứ hai nhưng mà cũng hồi hộp như lần đầu. Mà hôm nay là em còn có cảm xúc mặc cảm và tự ti nữa. Vì sao? Khi em đứng kế Mầu Thủy em sẽ có cảm xúc như em thôi. Anh nhìn mỏi cổ cứ phải ngước lên rồi hỏi: Thủy ơi, trên đấy em có mát không? Rồi em nói là cao không có sướng gì đâu anh à. À, cái gì em cũng phải là trả tiền vé mắc hơn khi còn nhỏ nè. À, rồi xong bận đồ phải size lớn hơn. Đúng rồi. Phải tốn vải hơn. Chứ mà như anh Thành đây thì... Thôi 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 em ạ. Tới đó thôi Thủy, tới đó là đẹp rồi Thủy ơi. Tới đó là vừa, tới đó là vừa. À, các bạn thân mến, kết thúc chương trình, một trong số 3 khách mời sẽ nhận được một chiếc cúp đặc biệt của chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Và đây chính là chiếc cúp. Thưa quý vị, điều quan trọng là chúng ta xác định xem ai sẽ là người mở cánh cửa đầu tiên. Điều này vô cùng quan trọng. La Thành, em đoán xem ai trong số 3 người sẽ là người mở cánh cửa đầu tiên? Em nghĩ là... Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta cùng chúc mừng cho La Thành đã đưa ra đáp án chính xác. Người đầu tiên chính là em. Và chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để Lâm Khánh Chi bước vào trong chuẩn bị phần thi của mình. Xin mời. Em nhìn thẳng vào người còn lại đang ngồi ở kia. Để làm gì anh? Em muốn nói điều gì thì tùy. Dạ, như chú cũng biết là con hoàn cảnh cũng đang khó khăn. Nhà con chưa có cái cửa nào hết. Nếu được cứ cho con xin. Ý anh Hoài Linh thế nào ạ? Tôi thấy hai người về một cửa là hay nhất. Về một cửa, vâng. Hai người giúp tôi mang cánh cửa này vào trong để chuẩn bị mở cánh cửa của chính các bạn. Thưa quý vị, chúng ta còn có một vị giám khảo cũng sẽ là trưởng phòng căn phòng thứ tư. Đó chính là giám khảo Hoài Linh. Vâng, thưa anh Hoài Linh, anh đánh giá thế nào với những khách mời tham gia trong chương trình hôm nay? Trước tiên tôi nói về La Thành. À, em ấy là một cái người rất là giỏi về nghề và rất là yêu sân khấu. Những cái ứng biến của Thành rất là tốt và cậu ấy khá là hoạt ngôn, cho nên cái vấn đề này nó cũng không khó lắm. Riêng về Mâu Thủy, dĩ nhiên là Thủy không có nằm ở trong cái lĩnh vực sân khấu, nhưng mà với cái sự va chạm ở trong cái nghề cũng như là trong cuộc sống, mà với cái cách nói chuyện của cô ấy thì tôi nghĩ là mình cũng tạm yên tâm. Và còn riêng Lâm Khánh Chi thì là một cái người đã rất là hài hước. Bây giờ chỉ cần là cái vào được cái tình huống mà nó hợp lý nữa thì tôi nghĩ là Lâm Khánh Chi cũng dễ dàng vượt qua cho dù bất kỳ là trưởng phòng nào. Cho nên là Linh nghĩ là hôm nay sẽ là một cái ngày mà rất là thú vị. Vâng, thưa quý vị, giám khảo Hoài Linh tin tưởng rằng buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ có những căn phòng bùng nổ. Và bao giờ cũng thế, anh Hoài Linh sẽ là người theo dõi chương trình từ đầu đến cuối. Và bây giờ, xin mời anh thử chuông. Rất tuyệt vời. Thưa quý vị, chuông đã sẵn sàng. Tất cả chúng ta đã sẵn sàng trước khi đến với cánh cửa đầu tiên. Xin mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Xin cảm ơn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Thank God you are here. Chúng ta sẽ mở cánh cửa của căn phòng đầu tiên. Chúng ta đã phải chờ đợi khá lâu bởi lẽ Lâm Khánh Chi đã phải chuẩn bị rất kỹ càng. Và cụ thể như thế nào, chúng tôi bật mí cho quý vị những hình ảnh sau đây. Xin mời quý vị. Anh thân Lâm Khánh Chi, một trong những ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, đã tôi luyện Khánh Chi trở thành một phụ nữ bản lĩnh, đằm thắm. Chị luôn đầu tư chỉn chu cho những sản phẩm âm nhạc của mình để đứng vững trong lòng người hâm mộ.
Bên cạnh đó, khi đã chéo sân, chị còn tạo dấu ấn khi tham gia diễn xuất, góp mặt ở nhiều phim sitcom, MV ca nhạc. Đến với Ơn Giời Cậu Đây Rồi, Lâm Khánh Chi hứa hẹn là một nhân tố thú vị. Hello, xin chào tất cả khán giả thân thương của Khánh Chi. Khánh Chi đến với chương trình Ơn Giờ Cậu Đây Rồi vì Khánh Chi rất là thích chương trình này, rất là vui nhộn, rất là hồi hộp và rất là bất ngờ. Khánh Chi đã tham gia rất là nhiều game show rồi, nhưng mà chỉ có cái game show này làm cho Khánh Chi rất là lo và mất ngủ hôm qua, không ngủ được mà không biết là mình có bị trưởng phòng ăn hiếp hay là không. Nên bây giờ tâm trí giờ hỗn loạn lắm, bây giờ tới đâu hãy đó đi. Trong những người mà giả Khánh Chi thì Trấn Thành là người giả giống nhất và có duyên nhất. Anh ra đường mà rớt hoài cũng lạ lắm à nghe. Nếu như mà có cơ duyên nào để Khánh Chi vào được phòng Trấn Thành thì Khánh Chi nghĩ là rất là thú vị. Anh Thành ơi, anh nhớ nhẹ tay với Khánh Chi nha, không là Khánh Chi buồn đó. Thật sự là Khánh Chi không thể nào chấm điểm hài hước của mình được, mình không thể nào tự chấm điểm mình được. Nhưng Khánh Chi nghĩ là Khánh Chi có duyên, dễ thương nên mọi người mới yêu thích. Còn vài phút nữa Khánh Chi đã vô phòng rồi. Bây giờ Khánh Chi rất là hoang mang, rất là lo lắng, nhưng mà tự nhiên cũng rạo rực, cũng thích lắm. Thôi kể có nhiêu chơi nhiêu đi, kể đi. Cổ vũ cho Khánh Chi nhé. Thật tuyệt vời, thưa quý vị, tổng trọng lượng của bộ trang phục lên tới 18kg. Và bây giờ, một tràng vỗ tay để chúng ta cùng Lâm Khánh Chi mở cánh cửa căn phòng đầu tiên. Xin mời. Trời ơi. 18kg trang phục, quý vị và các bạn cũng biết đấy, để bận đồ lên người thì chúng tôi phải bận tới nhiều lớp váy áo khác nhau. Phải nói là hôm nay trông bạn rất lộng lẫy. Em cảm ơn anh. Bạn đoán xem bạn sẽ vào vai như thế nào? Cho em mặc bộ đồ rất là lộng lẫy của hoàng cung. Công chúa hay là cung nữ hay là như nào mà em thấy mà trang điểm cho em đang rất là đẹp và rất là lộng lẫy và em rất là thích. Xin lỗi. Ôi ôi, những cái gật đầu, những cái lắc mắt như thế là báo hiệu là rồi, chết với em. Bạn có lo không? Em rất là lo và hồi hộp. Để tôi giúp bạn. Cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc hoàn toàn vào bạn. Ơn giời Lâm Quý Phi, con nhỏ em ruột của chị đây rồi. Em hôm nay chị đẹp quá à. Cảm ơn Mùi Mùi. Chị kêu xa quá à. Trời ơi, lâu ngày không gặp lại Mùi, bữa nay gặp lại cũng lạ lắm à nghen. Đi đâu vậy? Em mới đi ra vườn. Đi ra vườn mà ăn bận dữ dội vậy? Chút nữa em sẽ gặp hoàng thượng sao nè, em phải trang điểm đẹp tỉ à. Sao dạo này tỉ thấy em gặp hoàng thượng hoài, tại sao vậy ta? Tại vì hoàng thượng hẹn em đâu có dám cãi lời hoàng thượng. Vậy tại sao hoàng thượng không hẹn tỉ cũng lạ lắm à nghe. Cái này tỉ hỏi hoàng thượng, tại sao tỉ hỏi muội, muội đâu có giải quyết được chuyện này đâu tỉ. Chị em với nhau phải ngồi xuống nói chuyện mới được. Dạ, em mời tỷ. Mời em. Đồ nặng quá tỷ ơi. Nặng lắm, nãy giờ tỷ muốn xỉu. Nói nào nghe, từ ngày làm hoàng hậu tới giờ, tỷ không được hoàng thượng đối hoài, cũng lạ lắm à nghe. Trong khi đó, cũng con nhỏ em ruột của mình mà hoàng thượng thương quá, tỷ nhiều khi cũng chạnh lòng. Chứ tỷ à, tỷ đừng có chạnh lòng, tại vì tỷ thích ăn nhiều thứ, tỷ không chịu giảm cân. Mùi nói mùi đưa trà cho tỷ uống, tỷ không chịu, trong khi hoàng thượng là không thích tròn trịa tỷ à. Thôi mùi ơi, mùi nói mùi đưa cái trà gì cho tỷ uống thì uống, xong cái trà mùi tỷ ăn ngon muốn chết luôn à. Phải là trà giảm cân, tôi ăn xong tôi lên 8 cân đó trời. Trời ơi, để tỷ chút tỷ làm gì, cái lại con nô tì trong cung có đưa lộn trà cho tỷ không? Rồi
Bây giờ nè, tỷ mới hỏi muội nè, bây giờ muội làm sao mà muội giữ được cái dáng này đẹp dữ vậy? Phải chỉ tỷ, không có tỷ không có chịu. Trời này này, để muội nói. Sáng muội không có ăn nè, muội chỉ có ngủ dậy, xong rồi trang điểm làm tóc hết 4 tiếng. Mày là quỷ hả? Mày không ăn gì hết trơn, làm sao mày sống? Muội ăn trái cây, uống sữa không đường và uống trà ốm. Ăn cơm được không? Ăn cơm nha. Thưa no, không được ăn cơm. Ôi nha. Trời này có no nữa à? Wow, no là cái gì vậy? No là không, nó hoàn toàn. À, no là không hả? Hoàng hậu lỗi thời quá à. Trời, chết thiệt luôn á. Sao cái gì muội cũng biết hết trơn á. Trời, tại vì muội là em của tỷ mà. Muội rất là yêu thương tỷ và hay để ý tỷ nhiều lắm. Và học hỏi những cái gì đẹp đẽ, thông minh, sáng suốt của tỷ. Muội thấy tỷ đẹp không? Tỷ quá đẹp rồi, đâu ai làm lại tỷ đâu. Sao vua không dòm ta vậy? Không bây phải. Giờ cho ta một cái lý do nào coi tại sao dạo này hoàng thượng không chìm dòm tỷ vậy? Tỷ được lắm mà. Không phải là hoàng thượng không có dòm tới tỷ, mà tại vì tỷ ngoài hoàng thượng đã quá nhiều năm rồi. Bây giờ phải cho hoàng thượng ăn cháo ăn phở chứ. Quá. Cho hoàng thượng ăn cơm hoài hoàng thượng nghe. Làm mày. Mày là phở thì mày nói được vậy nghe. Tới một ngày nào đó mày là cái chén cơm như tỷ đi. Rồi tới lúc hoàng thượng đòi ăn kiêng không ăn cơm đi, rồi mày sẽ biết cái nỗi lòng của tao. Hoàng hậu dù sao muội cũng là em của hoàng hậu mà. Đúng không? Lọt sàn xuống nia đi tỷ. Cũng đúng nghe. Nghe nói triều đình sắp mở yến tiệc. Yến tiệc gì hoàng hậu? Đãi cho các chư hầu các nơi về đây. Chắc chắn hoàng thượng sẽ có phần ca múa nhạc tạp kỹ. Tỷ đây thân quá vụng về, muốn muội chỉ cho tỷ một điệu nhảy hoàng cung, làm sao gợi cảm để lấy lòng đức vua. Rồi nhạc đi. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Tầng tầng tầng. Thầy. Nói là hoàng hậu không có biết nhảy mà kêu nhảy chi xém một chút té xuống dưới kìa. Đứa nào nó mở cái nhạc quỷ yêu gì chắc luôn, nghe nó thiệt á. Thôi dẹp qua một bên đi, ngồi xuống đây bàn về chuyện kế sách sắp tới đi nè. Muội à, dạo này hoàng cung có biến. Biến gì vậy hoàng hậu? Không biết từ đâu mà mấy con mén chân dài 1m8 nó tràn vào hoàng cung quá trời. Mỗi đứa nó có một chiêu, tỷ thì già rồi lại không cập nhật. Nghe nói muội có chiêu, làm sao để có thể dễ dàng cấn long thai, chỉ ta coi. Muội có cái cách này đơn giản thôi. Sao? Muội gửi thuốc tăng cân cho mấy thuốc tăng cân. Nghe từ xưa giờ là thuốc tăng cân tao nghe rồi, chứ thuốc tăng cân là thuốc gì? Muội nâng nhanh, muội nâng liều. À, sao? Bây giờ muội sẽ gửi thuốc tăng cân. Rồi sao? Đúng rồi, cho nó uống. Nó uống nhiều, một tuần nó lên 4-5kg, mập tù lù không ai thích. Rồi sao chưa vào lãnh cung? Hay quá. Đơn giản thôi, một có gì đâu mà hạn chi. Câu trả lời không liên quan gì đến câu hỏi của ta cả. Bé à, ở đây thì có cây trăm. Trăm quý, trăm đẹp. Cây trăm có ai đẹp quá vậy? Của hoàng thái hậu tặng đó. Hoàng thái hậu tặng hồi xưa tặng không? Là hoàng hậu mới được tặng thôi. Ta gài lên cho muội nha, dễ thương lắm đó. Sao tự nhiên sao hôm nay hoàng hậu tốt quá vậy mà tặng trăm cho muội vậy? Khùng rồi à, muội ơi, xưa giờ hai chị em trong cung không mà chị em ruột không thương thương ai. Bà say quá vậy bà. Ê, mày thái giám cho mấy tiên nữ mày ra mày quay con vòng mày vậy. Làm cái ghê à. Lâm quý phi tiếp chị. À, thần thiếp tiếp chị. Ta hoàng nhận chị phụ. Hoàng thượng có lệnh, Lâm quý phi sắc đẹp hơn người, công dung ngôn hạnh đủ đầy, sớ vịt vờ tuyệt vời. Sớ vịt vờ cái gì vậy thái giám? Là phục vụ hoàng thượng tuyệt vời, cho nên đêm nay hoàng thượng sẽ tiếp tục qua thẩm cung của Lâm quý phi. Lâm quý phi chuẩn bị nghênh tiếp thánh giá nha. Xin đa tạ. Chuyện gì vậy hoàng hậu? Nói ra đau lòng. Đang làm thế này vậy hoàng hậu?
tại sao đức vua ngày nào cũng thi tầm em, còn ta như con ma già trong cung nồi. Tại sao ông trời lại bất công như vậy cơ chứ? Hay là đêm nay ta cải trang thành muội, muội nhường ta một đêm nha. Lâu lắm rồi ta chưa có biết mùi trai. Như hoàng hậu thì được rồi, nhưng mà sợ hoàng thượng biết hoàng thượng chém bay đầu đó. Mày phải tìm cách để cho chị được thị tẩm. Bây giờ em đến nơi, sau đó em tắt đèn, em nhảy ra thì nhảy vô, em nhảy ra thì nhảy vô. Hay quá, chị em mình như cốc, nhảy ra nhảy vô, nhảy ra nhảy vô, hay quá. Rồi tới sáng là trời ơi, tỷ làm xong siêu chuyện của tỷ thì em nằm là em thế thân, được chưa? Như vậy tỷ như... Thông minh quá, quả là cao kiến. Trời ơi, giỏi quá bé à. Quang thương cảm ơn em. Trời, cái gì bán la hoài, Quang thương chết rồi. Thấy Quang thương không? Dạ. Hoàng thượng giá đáo, trẫm miễn lễ. Tối nay tôi biết dạ. Rồi người đừng có nói nữa. Cũng là bậc nghĩ mâu thiên hạ. Cái gì nghĩ mâu à? Mâu nghi thiên hạ. Vậy mà chả được đoái hoài. Ôi đau lòng. Nàng đừng có buồn. Đúng là mấy hôm nay ta hơi thiên vị thật. Ta toàn là qua phòng của Lâm Quý Phi để thị tẩm. Thôi, ta không muốn thị tẩm Lâm Quý Phi nữa. Ta quyết định thay đổi. Tối nay ta sẽ thị tẩm Hoàng hậu. Nè, nhớ đó, tối nay ta chờ. Dạ. Thôi, ta đi đây. Cảm ơn Hoàng thượng anh minh. Đó. Thời của chế tới rồi em. Tí hài lòng chưa? Tối nay mình phải làm sao cho Hoàng thượng vui mày. Bây giờ thường thường á là thằng thiếp mà uống rượu nhẹ đi, uống xong hơi lưng lưng thôi nha. Chứ để uống nhiều ổng say là không có làm gì được hết á. Thôi được rồi. Để tối nay ta thử sức của người. Nghe lời mày hết đó nha. Hoàng thượng lại giá lâm. Chắc là hoàng thượng nôn nóng. Chắc là nôn nóng lắm muốn gặp ta đó. Chắc là muốn đổi giờ sớm hơn đó hoàng hậu ơi. Hoàng thượng ơi. Hoàng thượng. Em đã chuẩn bị hết sẵn xi mi rồi. Tối nay em sẽ dùng cái loại trà ngon nhất để phục vụ cho hoàng thượng nha. Em biết đầm rút massage đều đó nha. Em là được hết đó. Đồ ngốc. Ta mới vừa đi dạo một vòng vườn Thượng Uyển. Người ta chợt nhớ lại một điều. Sao hoàng thượng? À, hoàng hậu có cái mùi cơ thể rất là hôi. Ồ. Cho nên ta lại quyết định ta thay đổi. Thôi, cứ giữ như cũ đi. Tối nay ta sẽ thị tẩm Lâm Quý Phi. Sao hoàng thượng nói hai ba lời vậy? Ta là hoàng thượng, thích nói gì ta nói chứ. Hoàng thượng à, tối nay người chọn nó cũng được. Thiếp quen rồi. À, nhưng mà thiếp có cái này, nói hoàng thượng cẩn thận nha. Có chuyện gì? Công công, ta nghe nói dạo này có một số cung phi đột nhiên mất tích phải không công công? Dạ, khởi bẩm hoàng thượng, quả là có chuyện đó. Nên chỉ còn có hai vị đây thôi. Rồi tao nghe nói hình như một trong số họ có người bị mưu sát hạ công công. Có không? Dạ khởi bẩm hoàng thượng, quả là cũng có chuyện đó. Mưu sát? Tại sao trong cung ta lại để xảy ra chuyện như vậy? Mày thiệt là tệ đó. Mày giấu cái gì hoàng thượng thì mày nói ra đi. Dạ khởi bẩm hoàng thượng, đêm qua trong ngự hoa viên đã phát hiện ra thi thể của Hành Quý Phi. À, là con Hành Phi à? Nó chết như thế nào? Dạ, theo khám nghiệm tử thi của pháp y thì Hành Quý Phi đã bị giết chết bằng một hung khí. Dạ, là cây trâm đó. Một cây trâm.
Ê! À, ủa? Làm quý phi em mới rút cái cây gì ra vậy? Hoàng thượng ơi, nó mới bỏ cái cây gì? Thằng thiếp đâu có bỏ được cây nào đâu. Trời đâu, dạ? Thằng thiếp quá trời chăm rồi mà. Ở đâu, chăm nào đâu vậy? Trời ơi! Đúng rồi Hoàng thượng ơi! Chính là cây châm làm bằng một chất liệu độc nhất. Hoàng thượng ơi, hình như vết máu. Ê, người coi chừng, cẩn thận có độc. Vết máu nó còn nằm trên cái đầu châm kia kìa. Cây châm nó có ai nhà hoàng hậu? Cây châm này lạ quá. Sao tao biết? Thần thiếp lần đầu tiên nhìn qua. Nó ghim trên đầu của muội mà muội nói lần đầu tiên nhìn qua mà. Thần thiếp là có hoàng nam mà dám chối ta. Đâu có hoàng ta đâu. Mà tìm ra được đỉnh tội nè, ta sẽ dâm đàn vào lãnh cung. Em biết rồi, cái chuyện này là do ai làm rồi? Do ai? Người đó chính là... Hoàng hậu. Nghe Hoàng hậu, tại sao Lâm Quý Phi lại nói như vậy? Tại vì có gì để giải thích không? Ganh ghét với thần thiếp, thấy hoàng thượng sủng ái thần thiếp nên hoàng hậu muốn hại thần thiếp. Phát ngôn không căn cứ. Mày lấy bằng chứng gì mày định tội tao? Bằng chứng hay lúc nãy cây châm này chính hoàng hậu tặng cho thần thiếp đó. Hoàng thượng biết rồi, thằng thiếp xài châm này không à. Cái châm đơn giản này không phải của thằng thiếp. Thằng thiếp tức ru ru tu tu. Cái châm này là cái châm của hoàng hậu. Nàng nói cũng đúng. Cái cây này làm như nó không có vô bộ. Đúng bên rồi, không vô. Không thể nào mà thằng thiếp. Người để cái màu lên coi. Đúng á, nghe không? Chạy đâu nữa bây giờ. Đúng một bộ rồi. Nhưng mà cây châm nè, cây châm nè. Cây châm này. Để thằng thiếp nhắn cho tên này cho đẹp. Đẹp lắm, đẹp lắm nè. Đó, thấy chưa? Hôm nay mới biết hoàng hậu rất là ăn cái thần thiếp. Rồi em làm đó rồi sao? Hoàng thượng ơi, hoàng thượng xử cái chuyện này đi cho công bằng đi. Người đâu? Bắt hoàng hậu giam vào lãnh cung. Hoàng thượng, mời hoàng hậu. Mày đi đi. Tao nói chuyện với em gái tao một lát, tao sẽ theo mày ra lãnh cung. Hoàng thượng, hoàng thượng. Vừa lòng mày chưa chiên? Mày lấy hết tất cả của tao. Cha mẹ sanh mày ra đẹp hơn tao, ốm hơn tao, thông minh hơn tao. Để rồi từ ngày tiến cung, tất cả những gì của tao mày lấy hết. Tại sao bất công vậy chi? Chi à? Cả cuộc đời tao á, đưa vô cung sớm, thậm chí tao còn chưa biết mặt một người đàn ông thứ hai trong đời. Từ ngày vào cung, tao được ân sủng để lên ngôi vị hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Nhưng từ khi mày vào, tao mất hết. Rồi mày nghĩ nửa đời còn lại tao phải trải qua trong lãnh cung như thế nào hả chứ? Tao phải sống như thế nào hả chứ? Sao mày tàn nhẫn với tao vậy? Em có cách rồi. Cách gì? Em sẽ nhận với hoàng thượng là em giết con hầm phi đó, để hoàng thượng đài em vào lãnh cung, để cho hoàng hậu có cuộc sống yên vui với lại hoàng thượng mà hoàng hậu đã từng mong ước. Tại vì mình có hai chị em thôi à. Từ đó giờ muội có được nhiều thứ mà tỷ không có. Muội đau lòng lắm, nhưng muội không làm gì được hết. Tại vì quyền đó là quyền của hoàng thượng. Muội cũng là cung phi, cũng như bao nhiêu người khác. Muội chỉ mong là muội sẽ nhận hết tội lỗi để cho hoàng hậu có cuộc sống
hạnh phúc yên vui với hoàng thượng. Tao đối xử với mày tệ như vậy mà mày vẫn nhận tội thế giùm tao hả? Nghĩ cũng lạ lắm mà nghe. Mày nói thiệt hả chi? Chứ nếu như mà em không nhận tội thì hai chị em mình cũng phải chết. Thà là em chịu nhận tội một mình cho tí được bình yên. Em của Hậu vừa xinh đẹp vừa thông minh mà giải quyết mọi vấn đề cứ như không. Vâng, con này mà trời sập xuống nó cũng xem như có chăn mà đắp thôi, không có vấn đề gì cả. Xin mời giám khảo Hoài Linh với những nhận xét cho căn phòng đầu tiên. Cảm ơn Trấn Thành, Hữu Tín với lại Thành Việt. Cảm ơn Lâm Khánh Chi. Lâu lắm anh em mình mới gặp. Và hôm nay em đã tham gia chương trình Ơn Giời Cậu Đi Rồi. Một tiết mục nhiều màu sắc. Về cổ trang cho nên là nó màu sắc lấp lánh, long lanh, hóa trang và ai cũng đẹp hết. Còn về cái phần mà thử thách, cái cách giải quyết của Chi thì hình như từ xưa tới giờ cái tính em sao thì em làm y vậy thôi. Như Trấn Thành nói đó, trời sập xuống giống như y như là ai đắp mền cho em vậy thôi. Em giải quyết đúng nghĩa là tình chị em luôn á. Rất là cảm ơn em ngày hôm nay đã đến đây tham gia cùng với chương trình. Và chúc em và các bạn được sức khỏe để tiếp tục công việc của mình. Em cảm ơn em. Xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Thưa quý vị, trước khi đến với căn phòng thứ hai, chúng tôi xin mời quý vị và tất cả các bạn chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Các thử thách của Trấn Thành đưa ra thì anh chị thấy là anh chị giải quyết được cái nỗi lòng, cái tình cảm của chị em và cái sự hy sinh của anh chị muốn dành cho người chị của mình. Thì về anh chị thấy cái phần đó anh chị diễn rất là tốt và anh chị cũng đã rớt nước mắt trên sân khấu. Mình đã chơi hết mình rồi. Và các anh chị đã hài lòng 95% cái phần dự thi của mình rồi. Thì đương nhiên các anh chị phải tự tin chứ. Các anh chị hy vọng rằng các anh chị sẽ được đạt cúp. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Ơn Giời quý vị đây rồi. Bây giờ là lúc chúng ta cùng với Á Hậu Mâu Thủy mở căn phòng thứ hai. Nhưng trước hết chúng ta hãy xem Á Hậu Mâu Thủy đang chuẩn bị như thế nào. Xin mời quý vị. Á Hậu 2 cuộc thi Hoa Hậu Hoàng Vũ Việt Nam năm 2017 đã thuộc về Mâu Thủy Thanh Thủy. Mâu Thủy, nữ siêu mẫu đỉnh đám trên các sàn catwalk trong và ngoài nước. Năm 2017, Mâu Thủy đạt danh hiệu Á Hậu 2 cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Vẻ đẹp Á Đông, thân hình bốc lửa cùng sự thông minh duyên dáng chính là vũ khí đã giúp Mâu Thủy ghi điểm trong mắt công chúng. Lần đầu tiên đến với Ơn Giời Cậu Đây Rồi, hãy cùng chờ đợi sự bùng nổ của Mâu Thủy. Sở dĩ là ra từ một cuộc thi nhan sắc mà lại tham gia Ơn Giời Cậu Đây Rồi bởi vì Thủy đã coi rất là nhiều số của Ơn Giời và Thủy rất là khâm phục những người tham gia và Thủy cũng suy nghĩ rằng đó là mình có cái khả năng đó hay không, mà thấy mình cũng hơi hâm hâm, cũng phù hợp với chương trình này thì không biết là lên chương trình sẽ như thế nào. Thủy đâu có đợi ban tổ chức mời đâu, Thủy xin chơi mà. Thủy xin là ban tổ chức ơi, em muốn chơi Ơn Giời quá cho nên là có cái xuất vé nào để cho em chơi hay không, thì rất là may mắn là Thủy đã được mời. Vũ khí bí mật hả? Thật ra là tới bây giờ không biết vũ khí mình là gì luôn á. Chắc mình phải sử dụng nhan sắc thôi. Hôm nay được tham gia cùng với chị Lâm Khánh Chi và La Thành, hai người đó đã có kinh nghiệm rất nhiều về diễn xuất rồi, cho nên là Thủy cũng thấy hơi run sợ một xíu. Nhưng mà chẳng qua tham gia cuộc thi này á là muốn diễn thử, muốn làm thử những cái mà mình chưa từng làm thôi. Hoàn thành rồi, Thủy đã rất là vui rồi. Và một lời muốn gửi đến các vị trưởng phòng, đó chính là cho dù em có chưa có diễn xuất gì cả, nhưng mà đừng coi thường em nhé, mọi người chưa biết đâu.
Thưa quý vị, phụ nữ không thích điều này. Đương nhiên rồi, đặc biệt là những người đẹp như Á hậu Mậu Thủy càng không thích điều này. Một tràng vỗ tay để chúng ta cùng Á hậu Mậu Thủy mở căn phòng số 2. Xin mời. Em không được xem, xem là bị trừ điểm đấy. Em phải thành nhân vật. À ha, chào bà. Trong con không còn mê bà giống như hồi nãy. Vẫn mê như thường ạ, vẫn mê bà. Bà ở tuổi này bà có cái vẻ đẹp riêng ở cái tuổi này. Cảm ơn con. Bà đây sẽ là đạo cụ. Bạn hãy sử dụng đạo cụ này làm sao cho nó hợp lý nhất. Vâng. Nào, chuẩn bị. Bà vào nhá. Anh Linh ơi, anh xem ở trong mọi thứ ổn chưa? Em có sợ mấy con động vật bò sát không? Thôi, em xin thật. Ê, xin cái gì? Em sợ con nào mà không có chân lắm. Con tắc kè đó, nó có chân mà. Bò sát là em sợ lắm. Không, nhưng mà thì tôi thấy em... Không, bây giờ cái con này là nó bò sát dữ lắm rồi. Nó không dám ngóc đầu lên nữa rồi. Không sao, em mọi người đang chờ đợi. Ok, cố lên. Em cố gắng. Em thấy là giọng cười này suốt năm mùa đấy nè. Ừ, đúng rồi. Ơn rời, bà đây rồi. Trời ông, sao hổm rài không tới thăm tôi? Bận quá. Làm gì bận? Cái túi này nè, mua từng hộp gắn vô. Là ở nhà gắn hộp thôi mà không có thời gian tới thăm tôi. Phải đợi con trai nó lớn lên, xong nó nhả ra cái cục chai, mà mới lấy cục chai này gắn lên cái túi này. Sao mua cái người ta gắn sẵn cho vẽ? Trời, giờ nó mới ngộ ra, sao mình ngu vậy ta? Năm nay tính ra hai đứa mình cũng bảy mấy tuổi á, 75 có đó. Mà sao còn khỏe dữ ha? Đẹp quá, nó khỏe không mà. Hả gì? Cứ nhìn vô gương là thấy mình đẹp là khỏe không mà. Khỏe hả? Nhưng mà em thấy ông hơi yếu. Yếu rồi. Cũng biết nhan sắc của ông như thế nào mà. Nói xấu yếu đụng tùm lum người ở đây lắm. Tại vì trong cái gì những lão này toàn là yếu không hà. Yếu cái gì mới quan trọng không mà. Chứ tôi thấy mấy ông kia 60-70 vẫn khỏe. Ông bên phòng bên kia hả? Cái phòng của con cha 6 bên kia chả cũng yếu dữ lắm. Người ta số 6 á, người ta đã yếu rồi. Ông số 10 ông càng yếu là đúng rồi. Đúng không mới khó. Yếu mà nó theo số hả? Đúng rồi. Bây giờ bà trả lời cho tôi biết. Ngồi đi ông, ngồi đi, đừng đứng lên. Sao? Đừng đứng, ngồi đi. Tôi thấy ngồi nó tiện hơn. Ngồi, ngồi đi. Hay là muốn đứng, đứng cũng được. Đừng nên làm nhục hai lần. Bà nhớ hồi tôi còn trẻ không? Vì sao tôi hốt được bà biết không? Tôi xui. Bây giờ tôi hỏi bà nhớ không nè. Cái nụ hôn mà tôi với bà trao cho nhau là ở đâu bà biết không? Nụ hôn đầu tiên đó. Ông trên bục, tôi ở dưới. Bà có nhớ cái đêm đầu tiên của tôi với bà ở đâu không? Đêm đầu tiên mà ai không nhớ. Quan trọng là với ai thôi. Trời ơi. Đúng không? Với mỗi người. Với tôi, mỗi... với tôi. Với ông á hả? Bà kể ông lại. Ông nhớ không? Tôi nhớ, nhưng mà tôi nhớ có bà ông còn... kể đi. Kể đi. Tôi nhớ mà tôi ông muốn bà... Ông kể đi, ông chứng minh tình cảm hai đứa mình đi. Trời đất ơi. Ở trên Đà Lạt. Rồi sau đó bà đi biệt tới giờ này. Nhưng mà tôi yêu bà quá nên tôi bỏ qua hết. Tôi đâu có tính toán gì đâu. Bây giờ tôi có số tiền. Hồi trẻ tôi không lo được cho bà. Thì giờ tôi đưa cho bà. Thấy không? Để lo tuổi già. Chứ tôi giờ sống nay chết mai. Đâu cần gì nữa. Đâu. Tôi cũng vậy không mà. Để tôi coi mà tôi thôi, để. Cứ đưa tôi. Hả? Tôi biết rồi, để tôi kiếm để đâu rồi? Để đâu tôi kiếm giùm cho. Để đâu rồi không biết nữa ta. Để đâu? Sao? Cái
Cái gì mà con ở ngoài kia con nghe cái gì để đâu đó. Mất không, tiền. Không, bà không có tiền. Bà không mất tiền mà ông mất tiền đúng không? Thôi ông bà yên tâm đi. Con xuất hiện ở đây để cứu ông bà đó. Rồi. Con là một trong những security tiêu biểu nhất của cái viện dưỡng lão này. Với kinh nghiệm 3 năm ghi thẻ xe, con sẽ điều tra vụ này. Rồi, bây giờ là ai là người mất tiền? Ông. Bây giờ bà đứng qua đây để con khám nghiệm hiện trường này. Khám gì con? Quay cái phía trước ra đây. Chứ nó giống như cái xào rồi đó. Cả đại đi. Gì vậy con? Ê, bậy, cái này là bà mới đem vô nha, bà mới đem vô. Ai biết tiền của ổng ở đâu mà lấy. Bà mới gần đấy giờ ông với bà đây. Ông biết nè, cái này mới đem vô. Cái này mới đem vô nè, mới đem vô, không có cái lấy đâu. Không có làm gì có tiền trong này nè, cứ xét đi. Không có, đó, đưa. Mình không có, mình ngay thẳng. Mở được không ạ? Tiền ông gói ở trong giấy báo đúng không? Cha mày biết. Không, tôi mới gặp ông. Chính ông là người nói cho tiền cho tôi đâu biết ông có tiền đâu. Đúng không? Bao nhiêu năm mình gặp lại. Trời đất ơi, tôi mới vô. Cách giỏi nè. Là ngọc trai của tôi nè. Biết bao nhiêu tiền. Cái tiền này là. Nhưng mà tiền ông mất mà bây giờ trong giỏ của bà thì chỉ có bà lấy thôi. Thôi mày nín đi mày. Nói tầm bậy tầm bạ. Tao lấy đó. Sao anh làm như vậy? Tại vì tôi lo cho bà rồi tôi mới lấy ít tiền ở trong cái quỹ của người ta đưa vô để sửa chữa đây cho mấy ông bà già ở đó. Tôi tính lấy tôi cho bà. Ông lấy tiền người ta. Ông cho tôi. Ông lén nhét vào cái túi tôi. Bây giờ ông đi lên văn phòng nhanh. Thôi, không có lên văn phòng gì hết á. Tiền bao nhiêu bà trả lại. Có nhiều tiền đâu con. Con lên văn phòng con giải thích. Bởi vì ông bị cái tính lẫn lần này ăn cắp là lần thứ mấy rồi chứ không phải lần đầu tiên đâu. Thôi để tôi lên tôi nói với người ta tiếng. Rồi xin lỗi người ta là xong thôi. Ngồi đây đợi tôi xíu. Có gì đâu mà. Khổ ghê thiệt. Đi hết thiệt hả trời. Cái gì vậy con? Em diễn xuất xuất sắc quá em à. Anh không ngờ mà em có thể diễn đạt như vậy đó. Tháo tóc ra. Trời ơi, ba cái đồ quỷ này mà. Trời ơi, rồi. Có nhiêu tiền đâu. Đó. Thiệt luôn á. Rồi trời ơi em ơi. Nóng quá anh ơi. Em đẹp lại rồi. Tất cả những cái vụ này là em bày ra. Em hay lắm. Người già người ta lẫn đó. Em đánh vào tình cảm. Em hóa trang làm vợ của ông ấy là chính xác rồi. Bây giờ anh còn người nào không? Kêu em làm luôn một lần. Số tiền này là đủ rồi. Đúng rồi. Hai đứa mình tính nốt lần này là qua nước ngoài mà anh đặt vé máy bay sẵn rồi. Cái gì vậy anh? Cái gì vậy? 4, 6, 8, 10, 12. Số tiền này chỉ đủ bắt xe đò ra Hà Nội thôi em à. Trời ơi, tốn bao nhiêu công sức bây giờ lừa ông ấy bây giờ. Ủa mà đây, có số tiền hoài. Này 12, lấy 12 chứ sao bây giờ. 12 nhưng mà số tiền em sao đủ để hai đứa mình qua nước ngoài. Ủa em. Ông giải quyết xong rồi hả? Cháu về mà không báo cho ba biết con. Ba. Trời ơi. Mày đi gì mà dữ vậy trời ơi trời. Mày đi gì mày đi mấy năm 7-8 năm mày không về lắm ba. Lên ghế ngồi con. Trời ơi con gái mày đây giờ lớn quá. Mày cũng đau quá. Hồi nãy tao mới gặp má mày đó. Mới gặp má mày ở đây nè. Ồ vậy hả? Sao ba không nói? Con chờ má. Trời ơi, tao mới gặp má mày. Má mày đi đâu? Tao kiếm má mày. Không, ba. Ngồi đây với con nhớ ba quá. Không, tao phải kiếm. Được rồi. Con nói thiệt. Ba ngồi đây đi. Sao? Má đi rồi. Má đi đâu? Má đi luôn rồi. Má đi luôn là má đi đâu? Thì má mất rồi ba. Giờ chính ba tự suy nghĩ thôi chứ chưa từng xuất hiện người vợ nào của ba ở đây. Không, mới gặp má nó ở đây mà. Đây ai đây? Bạn trai hả? Thì làm bảo vệ rồi xong làm bạn trai luôn. Trời ơi mày cũng biết lựa người quá ha. Xui ba ơi.
Dạ. Tính đưa cho con cái đồ gia bảo của nhà mình. Để đâu? Cho con đi. Rồi xong rồi con giữ giúp ba cho. Đời này chuyện đời khác. Ba có mình. Thôi đừng nói nữa, đi lấy đi. Nó lẹ. Ờ vậy hả? Ừ. Ba có mình con. Trời ơi, trời ơi, chán quá. Có mình mày là con bán. Bây giờ mệt quá. Bây giờ có mỗi cái đó thôi, đơn giản thôi. Anh điên à, anh điên à. Bây giờ em bây giờ phải làm như thế này mới nhanh chứ. Còn bây giờ cùng hai đứa mình cứ thế chưa này. Chưa biết bảo vợ ở đâu mà. Ở đây nè, ở đây nè. Ở đâu? Đây nè. Ủa là sao? Cái gì vậy? Thiệt, anh nói anh diễn dở lắm luôn á. Để từ từ đi, nè giữ đi. Thôi tôi mới là phải con gì của chú đâu. Có bị gì vậy con? Con thương chú, con đi thăm chú thôi, hiểu không? Con phải là con của chú. Ông ấy là con của cô đó. Gì vậy? Ông ấy là con của cô, mày bị điên hả? Ông đấy con nói vậy hả? Ông ấy là ba của cô đó. Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Nói. Ba nói ba nghe nè. Ba hỏi đi. Con á, mộng đi nước ngoài. Rồi sao? Nhưng mà con không có điều kiện, ba hiểu không? Rồi. Nhưng mà ba, ba có điều kiện, ba có tiền, ba có nhiều thứ. Ba không khi nào ba cho con. Nên bây giờ con phải là một cái con người, một đứa con gái rất là ác như vậy. Tức là con thông đồng với thằng này để cướp đồ của ba. Con không có cướp ba. Con đang xin ba, ba tự nguyện ba cho con mà. Con không hề cướp của ba, ba hiểu không? Nếu vậy thì con bài mưu thằng này thông đồng với nó làm cái gì? Con có thể đến đây một mình con xin ba cũng được mà. Con xin hàng trăm hàng ngàn lần rồi. Ba có cho con không? Ba muốn con phải trưởng thành. Con phải biết đâu là điều đúng đắn thì ba mới đưa. Bây giờ con trẻ con như vậy, ngay cả ông già mình mà con cũng thông đồng với người ta thì làm sao ba tin tưởng con được? Ba biết năm nay con bao nhiêu tuổi không ba? Con sinh ngày 3 tháng 5 năm 1992. Năm nay con 26 tuổi. Sai rồi, 5 tháng 3, nhớ cũng ổn nữa là sao? Ờ, 5 tháng 3. Đúng chưa? Sinh nhật con ba còn nhớ lộn nữa. Thì đôi khi thì con tới 1.000 lần rồi, ba chỉ nhớ một lần đầu tiên thôi. Con gái mấy năm đi nước ngoài mấy về. Con tới 1.000 lần rồi ba. Mà ba mới nhớ chỉ có lần đầu tiên con đi về thôi. Thôi được rồi, bây giờ mày trả lại cho tao. Là mắc mới con mày trả. Bây trả giờ lại. Ba mày muốn cái gì? Mày muốn cái gì? Anh muốn cái gì? Hả? Trả cái chủ ngọc lại cho tao. Tôi không có trả đâu, tốn bao nhiêu công sức tôi mới lấy được. Mày trả chủ ngọc lại cho tao. Nói thừa tiền nè. Đi đi. Con ơi, phải lấy cái đó lại, cái đó là đồ gia bảo của gia đình dòng họ mình. Ba, con nói ba nghe. Gia bảo. Ba con mình bên cạnh nhau rồi, được rồi. Không có cần gì hết á. Anh muốn cái gì? Bây giờ ba tôi có gì đó anh lấy hết rồi. Tôi làm tất cả điều này là vì cô mà. Lúc đầu cô nói cô yêu tôi, thông đồng thì hai đứa mình sẽ đi ra nước ngoài sống. Anh có cái gì mà tôi ở bên anh? Một người đàn ông, nhà không có, tiền không có thì phải có chí chứ. Anh thông đồng với tôi, gạt tiền ba tôi ở bên anh làm gì? Tôi chỉ lợi dụng anh thôi. Tôi người tôi mà hướng về cũng là ba tôi thôi. Thôi được rồi, dừng lại hết đi. Con trai ngồi xuống đi. Ba nói con bao nhiêu lần rồi con không có nghe. Mày đi quen ba cái đứa con gái tồi tệ, mày quen làm cái gì? Tao cấm mày hàng tá lần mà mày vẫn dắt nó về ra bắt tao làm cái gì? Nhưng mà tại ba không cho con. Tao không cho, tao cấm cái thứ con gái hèn hạ bất khí với cha mẹ như vậy thì tao cấm tuyệt đối. Không bao giờ được bước vô căn nhà này, hiểu chưa? Căn nhà này căn nhà nào? Cái gì? Căn nhà này là căn nhà nào? Ông đang biết ông đang ở đâu không? Ông đang ở viện dưỡng lão đó. Thì sao? Tôi nghĩ tôi vô nhà này là tiền vô viện dưỡng lão làm gì? Tâm thi là tôi à, nhan sắc ngời ngời vậy, trời đất ơi. Tôi xin lỗi cô nha. Tôi xin lỗi ông nha. Ông xin lỗi, ông nói gì tiếp đi. Tôi xin lỗi lại rồi đó. Xin lỗi cô nha. Cái kiểu con gái mà hả, tìm bằng mọi giá lấy tiền của nhà người khác thì còn khuya là tôi mới cưới cô cho nó. Ở đâu mà ông nói tôi sẽ cưới Khoa làm chồng vậy? Ba má cô dạy dỗ sao mà cô trở thành con người như thế này? Lừa người này dối người kia, gạt người nọ. Cô sống như vậy thì sống làm cái gì hả? Nhưng mà đầu tiên ông phải lại hỏi lại con trai của ông. Khoa cần tôi vì cái gì? Cũng chọn tôi vì tôi đẹp chứ, đúng không? Mày chọn nó vì nó đẹp đúng không? Dạ đúng ba. Nói đâu có sai. Trời. Thôi được rồi, lần này
Cái vụ lường gạt này coi như tôi tha thứ cho cô. Tôi sẽ không báo công an gì cả. Ờ, xin lỗi ông nha. Cái này ông cũng tha thứ cho con trai ông đó. Bây giờ muốn bắt cũng bắt đi. Trời ơi, tôi đâu có sợ. Bắt gì hai đứa vô chung. Đến bây giờ rồi mà cô chưa chịu hối lỗi. Để sống một người con gái lương thiện nữa hay sao còn nói cái giọng kiểu này hả? Hả? Gia đình cô dạy cô vậy đó hả? Hả? Tôi không có gia đình. Không có ai dạy tôi hết á. Cô là trẻ mồ côi hay sao mà cô nói cái giọng đó? Hả? Đúng. Tôi là trẻ mồ côi đó. Thì sao? Bao nhiêu đứa trẻ mồ côi bây giờ nó vẫn thành đạt cái kia. Chứ không phải đứa mồ côi mà ỷ vào số phận của mình là đổ lỗi cho số phận của mình đâu. Đó, tất cả bộ mặt mày thấy hết rồi đó. Mày có lấy làm vợ nữa hay không? Hay là mày mê cái đẹp bên ngoài thôi. Quan trọng là bên trong kìa con, chứ không phải cái đẹp bên ngoài. Mày có ăn được cái đó được bao lâu? Anh may mắn. Anh có ba anh. Để anh lừa gạt. Còn tôi á, tôi có ai. Hồi nhỏ đi đổ rác ngoài chợ còn bị người ta chọn mít rác vô mặt nữa. Ai nhìn ra cuộc đời của tôi? Tại sao để cho tôi sống trong một cái môi trường như vậy, để tôi như vậy? Tôi đâu có muốn đâu. Tôi cũng muốn đi học mà. Tôi cũng muốn quen một người đàng hoàng. Tránh ra. Mày tránh ra. Mày tránh ra đây. Ngồi xuống. Không ngồi. Ngồi xuống. Đúng là con gái bà đã trưởng thành rồi. Đúng là con gái bà đã trưởng thành rồi. Con nói thiệt đó, bà vẫn dai lắm. Bà lớn rồi, bà nhai yêu quá à. Bà chỉ sợ con chưa trưởng thành thôi. Sợ gì, sợ mấy đợt vậy? Bây giờ con đã trưởng thành rồi, ba mừng quá. Trời ơi, nói thiệt luôn, không có người ba nào như ba hết á. Ba lẫn mà ba tưởng con lẫn thì phải ba lẫn. Cuối cùng ba lẫn chứ con không có lẫn. Thấy không? Con đâu có lẫn, con diễn cho ba coi thôi. Trời, con đi học diễn viên mà. Tôi muốn khóc mà khóc lại ba coi. Mày học diễn viên hồi nào? Trời ơi, Thị mà, tưởng ai? Thị đi học không ai biết hết á. Vậy hả? Cho nên là Thị không làm nên cũng không ai biết hết. Không? Là sao? Thôi được rồi, ba ghẹo con chút để coi con trưởng thành hay chưa, hiểu không? 26 tuổi rồi phải có cái suy nghĩ trưởng thành. Đưa đây, đưa cái đó cho bác con. Chứ nãy giờ thấy không hiểu chuyện gì luôn á. Mày hiểu làm cái gì? Tao dạy con gái tao mà mày hiểu làm gì? Đây. Ê, nãy giờ tao thấy là bực mày rồi đó. Tao có làm gì đâu mà mày bực. Tao đứng đây tao không dám nói một câu luôn. Nãy giờ mà không dám nói hả? Mày nói nhất tao... không? Này, đừng có diễn nữa. Vợ chồng tao cãi nhau hoài. Hai vợ chồng cái gì từ từ nói, nghe chưa? Rồi thay đồ đi, trả bộ đồ cho người ta. Ba đã thấy vui chưa? Vui cái gì, già cả một mình nó buồn nó lâu. Ba nói buồn thì buồn, con ngày nào cũng phải vào làm cho ba vui đó. Thôi mày xạo mày. Ủa làm vậy là vui, thấy vui hả? Hay là khóc là thấy vui hả? Ừ, nước mắt. Cái niềm vui ba lạ lùng quá ha. Không phải, ba biết con đi học diễn xuất, ba thử coi con diễn được hay không. Con nói giỡn với ba thôi, con học hồi nào. Thưa quý vị và tất cả các bạn, có một điểm đặc biệt tôi nhận thấy ở Mậu Thủy. Dạ. À, bạn phải nói là rất thông minh. Khách mời nương theo toàn bộ những tình huống mà trưởng phòng đưa ra. Nhưng mà nương theo cái nào là trưởng phòng chết cái đấy. Trong căn phòng này, thưa anh Hoài Linh, em cũng không biết là nội dung câu chuyện thế nào. Em chưa bao giờ được đóng nhiều vai như vậy ạ. Hôm nay tới đây thật sự học được rất là nhiều thứ. Ví dụ là những cái gì? Lúc đầu là tính là đóng là bảo vệ thật. Một hồi khoảng được 5 phút là chuyển sang người yêu. Thì em cứ nghĩ là người yêu tới cuối. Nói chung là hôm nay em cảm thấy rất là bổ ích ạ. À. Nhưng mà nhận xét cụ thể thì xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Xin mời anh. Trước tiên thì anh cảm ơn trưởng phòng Trường Giang. Cảm ơn Mạc Văn Khoa
Và cảm ơn Mâu Thủy. Từ một cái người già rồi em bị bẻ qua cái tình huống là giả cái bà vợ để lừa ông này lấy tiền rồi này nọ, tất cả các cái đường dây là đều một tay của Trường Giang nắm hết. Nhưng mà cái xử lý tình huống của em nó rất là hợp lý và thông minh. Tức là em nương theo được và em giải thích được. Tức là có những lúc em dùng những giọt nước mắt, có những lúc em phải dùng nụ cười, có những lúc em phải giận dữ, có những lúc em phải hiền từ. Tức là những cái hỉ nộ ai ố đều có ở trong cái này cả. Nếu em tham gia nhiều những bộ phim hoặc là tham gia nhiều kể cả sân khấu luôn, em vẫn có thể làm rất rất tốt. Bởi vì cái diễn xuất của em, anh không biết phải dùng cái từ gì, nhưng mà nó đối với anh nó rất là hay. Còn cảm ơn Mạc Văn Khoa, em đã đưa vào những cái miếng mảng mà tạo tiếng cười, nó rất nhẹ nhàng, nó rất chậm rãi nhưng rất là hiệu quả. Cảm ơn tất cả ba bạn. Xin chúc mừng Á Hậu Mâu Thủy đã vượt qua những thử thách một cách xuất sắc. Xin cảm ơn những nhận xét của giám khảo Hoài Linh. Thưa quý vị và tất cả các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng mở cánh cửa căn phòng thứ ba. Và không ai khác, đó chính là La Thành. Nhưng trước khi đến với những thử thách của La Thành, chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hiện tại lần số của Thủy còn hơi run sợ, lo sợ, chân còn run run một chút xíu. Bởi vì so với cái tình huống của Thủy thì thấy là khó bất ngờ luôn á. Mà nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, mà mình phải nương theo cái kịch bản đó, làm cho mình là mình không biết mình là ai luôn. Khi mà Mạc Văn Khoa vào bảo Thủy là gỡ cái tóc giả ra thì Thủy cũng hơi bất ngờ. Ủa này, ông này vừa mới là bảo vệ rồi sao mà kêu mình gỡ tóc giả ra. Nhưng mà Thủy vẫn nương, Thủy làm theo, Thủy nghĩ là gần sắp hết rồi. Ai ngờ còn một đoạn dài là sao. Đánh giá cái chất lượng phần thi của Thủy thì Thủy thấy rằng tạm ổn. Đó là một cái con người thật của Thủy. Thấy ok rồi, mình tự hài lòng với cái khả năng của mình. Galaxy J rẻ hơn 1,4 triệu. Điện thoại trợ giá mua ngay tại FPT Shop. FPT Shop hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Xin chào mừng quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Thank God You Are Here. Và bây giờ chúng ta cùng xem La Thành đang chuẩn bị như thế nào cho nhân vật mà mình cũng không biết là ai. Xin mời quý vị. La Thành, diễn viên trẻ La Thành với cách xử lý tình huống khéo léo, lời thoại dí dỏm, anh ghi điểm trong lòng khán giả bằng lối diễn xuất thông minh, những màn đối đáp khôn khéo. Chàng diễn viên thông minh, duyên dáng, từng khiến trưởng phòng Trấn Thành tức chết đi sống lại, đã trở lại sân khấu Ơn Rời Cậu Đây Rồi mùa năm. Chúng ta cùng chào đón màn trở lại đầy ngoạn mục của anh ấy. Đây là lần thứ hai Thành được may mắn tham gia chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Ở lần trước thì Thành nhớ là Thành vào phòng của trưởng phòng Trấn Thành. Thật sự thì Thành làm không tốt lắm. Và khi nhận lời mời thì Thành cảm thấy rất là phấn khích, rất là hào hứng. Tại vì mình muốn thử sức mình lại thêm một lần nữa xem mình có vượt qua được bản thân hay không. Đối với Thành thì Thành thích những vai diễn có tâm lý hơi điên điên một xí, lạ lạ một xí. Thì những vai đó nó rất là kích thích cái diễn xuất của Thành. Hôm nay hai khách mời cùng thử thách với Thành đó là Lâm Khánh Chi và Mâu Thủy. Thì cả hai người đều là những cô gái rất là xinh đẹp. Trưởng phòng của chúng ta thì toàn là nam, nên Thành nghĩ là sẽ có chút xíu lợi thế trong cuộc thi lần này. Đó là cái áp lực vô hình đang đè lên vai của Thành. Tôi là La Thành. Hôm nay tôi xin gửi lời tuyên chiến đến vị trưởng phòng sắp tới mà tôi sẽ gặp mặt. Tôi muốn trưởng phòng hãy làm khó tôi thật nhiều, thật dữ dội, để tôi có thể biết được khả năng của mình. Xin cảm ơn rất nhiều. Yeah. Tất cả đã sẵn sàng. Và bây giờ chúng ta cùng mở cánh cửa căn phòng số 3. Xin mời. Ho luôn à? Nhập vai là vừa anh. Biết vai gì chưa mà nhập?
vai ông già. Không lẽ quá trang gì mà da trẻ đẹp là sai rồi anh? Tôi xin lỗi nhá. Vừa rồi ở căn phòng số 2, Mâu Thủy cũng đóng vai bà già, sau đó bỗng nhiên trở thành một cô gái. Vậy thôi thì em cứ bình thường thôi. Đúng rồi. Ai đưa tới đâu thì mình tới đó. Khi nào mà trưởng phòng nói ơn rơi gì gì đó đây rồi, vào vai cũng đã muộn đâu, đúng chưa nào? Bạn sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng. Có lẽ là tôi không cần phải nói nhiều về yêu cầu về quy định của chương trình nữa. Dạ. Chúc bạn may mắn. Dạ cảm ơn anh. Cố gắng lên. Đấy, cứ thế này có phải tuyệt vời không? Nào, mở cửa. Ơn rồi, cha đây rồi. Khóc đi cha. Khóc. Khóc đi. Đắp ma của ai vậy? Đi khóc thuê mà không biết đám ma của ai, sao cha hồ đồ thế? Nhận tiền cọc của người ta rồi mà không biết đám ma của ai? Đám ma của khách. Tất nhiên là đám ma của khách rồi. Cha ơi. Này, cha. Cha biết là đàn ông hay đàn bà mà khóc giống lên như thế hả cha? Ủa khóc cũng phân biệt đàn ông hay đàn bà nữa hả mày? Đàn bà chết mày khóc sao? Cha khóc cái nào, cha là cha cơ mà. Thì tao cũng... Tức là cha dạy con, từ ngày con đi khóc thuê cùng với cha, cứ đàn ông đàn bà là đều khóc. Chứ à, cha dạy mày sao, cha già quá cha không có nhớ. Cha khóc đàn ông phải khác, đàn bà phải khác chứ. Sao cha lại có thể dạy con như thế, làm sao mà lấy được tiền của thiên hạ? Cha nhớ rồi. Nhớ sao? Đàn bà. Đàn bà. Thì con ai cấp. Đàn bà. Đàn bà thì con phải khóc là đàn bà. Con khóc thành đàn bò thì nó có được không? Mày đừng có mất dạy nha. Tao chưa nói mày, tại sao cái show này mày nhớ mày không hỏi tao? Tất cả mọi thứ ở cái gia đình này cha đều là người nhận mối. Hay là cha không biết khóc để con khóc cho? Mày khóc đi. Được rồi, đây là con đang hỏi cha thôi. Chứ còn nếu mà cha mà bình tĩnh, tỉnh táo ra thì cha phải hỏi con là con ơi, đến cái nhà này thì gia chủ là nam hay là nữ à mày? Tao còn biết được mà khóc chứ. Ngay từ đầu hỏi là cái người này là ai thì mày không nói. Khóc đàn bà, đàn ông, đàn bà con người hết. Mày khóc một kiểu thôi giùm tao được rồi, khóc bình thường thôi, không có cần phải làm màu mè gì hết á. Con dạy lại cha nghe không? Dạy đi. Nếu đến nhà mà người mà quá cố là nữ á, thì mình có thể khóc là: ơi cô ơi, bác ơi à, sao cô đỡ bỏ cuộc đời cô à, đi ơi thương cô quá, cô ơi cô sống khôn chết thiêng phù hộ độ trì cho gia đình nhà cô à, ôi trời ơi cô ơi, thí dụ thế. Cha ơi, ở đây nó còn liên quan đến vùng miền, ví dụ như ngoài Bắc cả người khóc mướn ấy, ở đám ma thì họ khóc như con, thế còn trong Nam ấy thì họ lại hát cơ. Trong Nam khóc sao con? Họ hát bình thường, họ hát đây, ví dụ như đàn ông chết đấy thì họ có thể hát là: tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn, suốt đời vì con chăm lo, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn hát nếu mà mẹ ấy, thì họ lại hát khác. Cha có hát được mẹ không? Mẹ! Tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tao chưa thuộc lại hai luôn á. Thế bây giờ tao xem chủ nhà là trai nhà gái nhá. Buộc thôi. Ôi trời ơi, quen quá rồi. Nó đi rồi hả? Đâu có liên quan gì đến mình đâu. Có trên hình thế nào thì mình khóc thế thôi. Nhìn cái mặt nó mắc cười muốn chết, sao tao khóc được. Bây giờ như này nhá, trong lúc mà gia chủ người ta chưa tới, trong cuộc đời đi khóc mướn của hai cha con mình, cha cho con biết là tại sao nhà mình lại đi làm cái nghề này. Ngày xưa dạ, ông nội của mày dạ,
không có làm nghề này. Chỉ có ba khai sáng, rồi ba mới hình thành gia đình mình, là kể từ ba mới làm cái nghề này. Bây giờ ba dẫn con đi để con làm kế tục cho ba. Đúng vậy. Nếu mà lát nữa chủ nhà đến ấy, họ yêu cầu phải khóc thế nào thì cha con mình liệu mà khóc. Nếu không thì họ không trả tiền cho mình đâu nhá. Chủ nhà đến rồi. Ơi à, ơi, ông lỡ bỏ cuộc đời ra đi, ông để lại người vợ xinh đẹp như một ba quả phụ. Bà ấy trông giống như người đẹp trong bức tranh người đàn bà xa lạ vẽ trong thời kỳ thế giới phục hưng. Ơi ông ơi, bà đẹp quá, bà đẹp như tiên, bà mặc áo hoa bên trong còn áo. Khách khứa chưa có ai tới làm quá vậy, để dành sức từ từ khách tới hả khóc? Dạ. Đâu ai là người mà tôi liên hệ bút xô vậy? Dạ dạ thằng này con tôi cha nó dạ bút. Đây là cha cháu. Dạ cháu hỏi cô là thì đây là người nhà cô là như thế nào để mà cha con cháu còn biết cách mà khóc ạ? Chứ hồi nãy hát gì á? Dạ cháu hát ở đây là dạ cháu nhìn trên ảnh thì có như thế nào cháu khóc thế ạ? Cháu khóc là ơi ông ơi, sao ông đã bỏ vợ bỏ con bỏ gia đình mà đi, xót thương vô cùng ông ơi. Là ông này ba tôi. Vâng thì ông là đàn ông thì cháu khóc chung thế thôi, phải không cha? Trời đất ơi, cái gì vậy? Khóc mình khóc mướn, mình phải là tìm cho rõ cái gọi là cái danh tánh người chết như thế nào để mình biết mà mình khóc chứ. Dạ dạ, dạ ý của cô muốn sao cô? Thì tôi thấy anh là anh đăng trên mạng là anh kinh nghiệm nhiều năm rồi mà sao giờ anh hỏi ngược lại tôi? Không, cái này là hỏi chung thôi, cứ đến nhà thì phải hỏi gia chủ để chiều lòng khách cái mà. Anh qua đây ngồi đi. Dạ vâng. Ngồi đi, cứ ngồi đi, khi nào mà khách tới thì mình bắt đầu mình làm việc thôi. Dạ dạ ba. Dạ dạ. Để dành sức đi từ từ. Dạ dạ. Dạ tôi là phụ trách về chuyên môn đó cô, cứ trao đổi với tôi. Đây là người nhà tôi, ba tôi. Ba, thì bây giờ cha ơi, cứ khóc là bố của cô ấy thôi. Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba. Này mà không có giống tôi, bị cha dượng. Trời ơi, cha dượng mà. Làm quá à, đi lên đây đi. Bây giờ là ổng là cha dượng tôi đúng không? Cha dượng. Mà tôi cũng không ưa gì ổng cho nên là lát nữa hay khóc. Khóc như thế nào mà người ta nhìn vô người ta không biết là khách hay cũng không biết là người nhà mà cứ khóc thảm thiết như vậy là được. Đó, thí dụ đây là cha dượng nhưng mà khóc không được dùng những cái từ ngữ nào liên quan tới ba, bố, cha, dượng, daddy, daddy, đồ đó không được dùng tới. À, khóc là phải khóc sao mà thảm thiết vô mà không được dùng những cái chữ đó. Có nghĩa là bây giờ không muốn nói tới tên là dượng. Đúng rồi, đúng. Cha. Đúng. Nhưng mà khóc vẫn phải ra là chị gia dượng. Đúng rồi. Ta nhìn vô người ta biết là tao người trong gia đình đó. Kìa, đây được sao không? Thế? Ca này nó khó. Giờ mới cần đến biệt tài của cha. Cha có khóc được không? Để tao làm thử liền coi coi được rồi trả tiền. Người là biết liền ha. Đúng rồi. Chỉ còn nhìn là biết mà không. Đó. Okay, coi ổn không? Ờ. Trời ơi. Làm gì vậy? Em làm dưỡng. Giống đấy. Nhưng mà em đâu có nói chuyện tí nào, nãy giờ không nói chuyện. Đúng rồi, nhìn là tôi biết con dưỡng liền. Đúng hay. Rồi thông minh. Ổn. Làm cái là biết liền, ổn mà lì xì liền. Lì xì mà chưa? Có, có. Lì xì liền, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Hai sĩ của tao. Hợp lý. Ê, ví dụ cha ghẻ làm sao? Ờ à. Là cha ghẻ, cha dưỡng cho cha ghẻ đó, làm thử đi. Trời ơi, cha ghẻ thì quá dễ. Rồi, đúng chứ. Được, cái lì xì tiền liền nè. Ghẻ nè. Gãi gì vậy? Gãi ghẻ. Ngứa thì gãi. À, cho ghẻ là có ghẻ là cho ghẻ. Đúng rồi. À, hay được, hợp lý. Hai chị. Giờ làm là cha dượng mà có ghẻ coi. Cái này mới cần đến biệt tài của cha đấy. Bà
dưỡng tôi bị ghẻ nhiều quá mà chết đó, đâu làm thử coi. Để giống như khách khứa vô ta hỏi nguyên nhân tại sao bắt trai chết rồi mình làm liền ta biết. Trai dưỡng có ghẻ. Đúng rồi. Được không? Xây tiền nữa trời ơi, gì chứ mấy vụ này hay quá. Hay quá ông anh ơi. Gì vậy anh, gì vậy? Chưa thoát dài luôn hả? Chưa xả luôn hả chị? Vậy là được rồi á. Mấy bây giờ tôi sẽ ra ngoài tôi đón khách ha. Dạ. Hai cha con anh cứ ở đây tập tiếp đi. Dạ. Đó, rồi còn có gì lát nữa khách vô là tôi xi nhanh cái là khóc liền đúng không? Dạ dạ. Rồi để suy nghĩ coi ổng còn bệnh gì nữa không, để lát vô nói anh, cho khóc. Nói anh bớt bệnh giùm em á. Dạ em cũng mệt lắm á chị. Mà nhận cái gì kiểu gì kỳ vậy? Dạ, đây là người nhà người ta. Người ta yêu cầu như thế là còn nhẹ đấy. Con nghĩ người ta còn yêu cầu nhiều cái khó hơn nữa cơ. Bây giờ cái gì cũng làm hết, miễn có tiền là được rồi. Ai gọi vậy? Dạ dạ, chắc là người ta bút đấy. Alo, thím Tư à? Sao? Má cháu đi nhập viện à? Có việc gì? Trời ơi cha, trời ơi. Má đang cấp cứu bệnh viện. Dạ, chờ tao hả? Dạ. Thím Tư nói là má bây giờ cần phải mổ gấp cấp cứu trong bệnh viện, mà ca mổ này phải cần rất nhiều tiền, hàng trăm triệu. Trời ơi, nãy giờ tao làm khùng lòng điên có 600 ngàn làm sao mà đủ. Nhưng cả cuộc đời cha đi không mướn, bây giờ tiền để đâu hết rồi, có không? Không biết bây giờ nói khách vô lẹ đi rồi về. Không, má bị bệnh nhưng bây giờ phải cần tiền. Ba có quen ai ba gọi điện để vay tiền đi. Gọi cho ai vậy? Tao gọi cho tổng đài hỏi chỗ dây tiền. Trời ơi, chứ bây giờ tao rối quá, tao mới không biết chỗ nào dây tiền đâu. Ôi, cái gì vậy? Mày làm gì vậy? Con nghĩ là trong này có tiền. Mày bậy bậy, tiền đây không có lấy được. Mày sao? Mày đừng có làm bậy nha, tội chết. Nhưng bây giờ con cần. Má con đang nằm bệnh viện, dù ít dù nhiều con lấy cũng được, có còn hơn không? Tao cắm mày nha. Nè, buồn quá nè, lao đi. Là lao xong để lên. Hai người mới làm gì đó? Ở dưới bụi quá à, tôi dở lên tôi lao. Hồi nãy giờ tôi coi qua camera tôi thấy hết rồi. Cha con mấy người là âm mưu định chiếm đoạt tài sản của tôi đúng không? Định lấy cái thùng phúng điếu này đúng không? Tôi đi báo công an. Chị ơi. Tại vì cha con tôi túng quẩn quá chị ơi. Tất cả là tại tôi bài trò cho nó. Không, tôi. Chính tôi. Mà tôi đang nằm viện, rất cần một chút tiền để mổ. Tôi biết làm điều này không phải, nhưng cực chẳng đã. Chính tôi là người nghĩ ra, không phải do cha tôi đâu. Mày nói tầm bậy nha. Tao kêu mày làm rõ ràng, mày bu xuống. Không, đấy là do con, tự con nghĩ ra không phải tại cha. Bỏ cái thùng xuống. Tôi không cần biết là ai chủ mưu hết. Bây giờ tôi sẽ báo công an đến đây bắt hai cho con mấy người. Chị ơi, bây giờ chị kêu em làm cái gì em cũng làm hết chị ơi. Chị làm mau, chị tha cho cha con em một lần đi chị. Tụi em là không có cái ý đó. Cha, là không phải xin. Đã đến nước này thì tôi nói luôn, má tôi đang cần tiền, tôi sẽ xách cái hòm này về. Cái gì? Tôi đứng sờ đây mà anh đòi lấy tiền của tôi đi hả? Tôi cứ lấy đây. Tôi thách anh á, anh ngon lấy đi, anh bước ra cổng này được anh lấy đi. Tôi sợ gì? Tao không cho mày lấy. Đi vô. Sao đi làm sao đây? Nghèo cho thật tránh cho thương, không có được làm bậy. Nhưng bây giờ cứu người là hơn hết. Má mày biết, má mày cũng chết hả? Mày buông xuống cho tao. Nhưng bây giờ má không biết được, má đang cấp cứu, đang cần tiền. Tao kêu mày buông. Nè, sao nó nặng dữ vậy? Làm quá hả? Không có ai dám làm gì đâu chị ơi. Thằng con em nó túng quẩn quá, nó nói tầm bậy tầm bạ thôi chị ơi. Chị bỏ qua đi chị. Bây giờ sao? Bây giờ làm sao à? Bà có tiền phải không? Tôi sẽ lấy hết tiền của bà. Cứu tôi. Tôi
sẽ xin vợ để lấy tiền. Ai? Ai? Cha làm cái gì vậy? Mày đàn ông tao quýnh đâu có lại. Phải một hit ăn ngay chứ đâu có làm lại mày. Trời ơi, mày điên hả? Mày chợt mày cuốn điếu, mày khóc mướn cho người ta. Rồi bây giờ mày giết bà này. Nhưng mà đang cần tiền để cứu mẹ. Cần tiền là mày làm bậy hả? Không còn cách nào cả, chỉ còn cách duy nhất phải lấy tiền của bà ấy. Hay bây giờ cha tính cách nào? Anh ơi, cha... Chị, chị thấy thằng con tôi rồi đó. Nó có thể làm bậy bất cứ lúc nào. Bây giờ tôi hỏi chị. Dạ. Có đưa tiền không? Anh có thể chiếm đoạt thân xác này cũng được, nhưng đừng lấy tiền của em đi. Nhưng bà không cho hả? Không cho. Thôi đủ rồi. Không nhận ra tôi hả? Nhìn kỹ đi. Làm gì mà bao nhiêu năm nay không gặp lại ông túng quẫn tới mức mà cha con ông định đi giết người cướp của luôn vậy? Ai vậy? Tôi nè, Lan Ngọc nè, bồ cũ ông nè. Trời ơi. Nhìn ra chưa? Trời ơi, hồi nãy giờ em đem cái lưới che xuống anh không có nhìn rõ. Thì đó. Ủa, Ngọc em về hồi nào vậy? Về lâu rồi. Ở đó mệt không em? Ở trong mệt không? Trong nào? Em nói em về, anh tưởng trong tù mới về chứ. Vậy là ở nước ngoài về hả? Đúng rồi. Em ơi, sau khi mà bị ông phụ bạc đó, tôi hận quá mà tôi ra nước ngoài ha. Tôi cố gắng tôi kiếm tiền thiệt nhiều để bây giờ đây tôi trả thù ông bằng cách là tôi kêu ông đến đây đó, để ông chứng kiến được cái sự giàu có của tôi nè. Tôi không ngờ là sau bao nhiêu năm gặp lại ông nghèo, ông túng quẫn tới mức mà bây giờ cha con ông định đi làm cái trò vậy. Em luôn ơi, hả? Em hiểu giùm anh, em niềm tình cũ em bỏ qua nãy giờ, tại vì vợ anh bị bệnh em. Tại sao? Đàn con anh nó thương quá nó mới làm bậy. Bây giờ cần 200 triệu để cấp để chữa bệnh, mà không có là vợ anh chết. Thôi, không phải lúc nói chuyện nữa. Bóp tôi đã có đây rồi. Bây giờ không phải lúc là cha nói chuyện tình cảm với bà này nữa. Mày mới nghe là bồ cũ của tao. Trả cái bóp lại. Mà sao nói chuyện với bồ cũ một cái là quên ngay người vợ đang nằm bệnh viện là thế nào? Đúng rồi, phải quên đi chứ. Ngày xưa là vì cái con mụ đó, ổng mới phụ bạc con hiểu không? Bây giờ vậy, nè, em dạch đường cho anh đi luôn. Anh bỏ vợ bỏ con anh đi. Về đây em sẽ cho anh một cơ hội sống với em. Giàu có nè, cái gì anh cũng có hết trơn á. Quên đi cái gia đình nghèo khổ đó nha. Quên đi cái người vợ đang bệnh tật đó. Không được em ơi. Tại sao? Anh thương vợ anh lắm, là gia đình anh đang hạnh phúc. Mà bây giờ em kêu anh bỏ anh theo em lấy tiền anh không lấy đâu. Vợ anh đang bệnh hoạn, gia đình anh nghèo khó, hạnh phúc chỗ nào? Nhưng mà nó hạnh phúc là ở cái tình nghĩa em, hiểu không? Nghĩa gì? Anh thương vợ anh, thôi anh không có làm mấy cái chuyện đó đâu. Thưa quý vị và tất cả các bạn, một tình huống đưa ra với rất nhiều những yêu cầu của trưởng phòng. Mà tôi thấy khách mời cũng đã giải quyết có nhiều ý, phải nói là rất là sáng, rất là nhanh. Cũng đã có những tiếng cười đưa ra. Và bây giờ chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để đến với phần nhận xét của giám khảo Hoài Linh. Trước tiên thì cảm ơn trưởng phòng Tự Long và cảm ơn Lâm Vĩ Dạ, cảm ơn La Thành. Thực sự ra thì cái tình huống này nó cũng hơi khó cho em, bởi vì theo cái phong tục vùng miền á, cái khóc mướn này hiện tại bây giờ còn tồn tại thì Linh nghĩ là chỉ ở ngoài Bắc thì còn. Ở trong Nam mình ngày xưa thì cũng có, ở ngoài Trung cũng có, nhưng mà bây giờ họ lại chuyển sang một cái cách khác, còn không giữ cái tục khóc mướn này để thuê người về khóc nữa. Và như Linh biết thì mỗi nơi có mỗi cái lệ khóc mướn khác nhau. Tức là ở ngoài Bắc thì người ta thuê một nhóm là chuyên khóc mướn về để khóc. Trước là báo hiếu cho cái người khuất, sau nữa để cho hàng xóm láng giềng, bà con thân bằng quyến thuộc cảm thấy rằng người còn sống đối với người mất là thể hiện cái tình cảm, cái hiếu để của người mất. Còn ở trong Nam Bộ mình bây giờ
hình như là với cái sự phóng khoáng hơn thì trước cái đêm mà cuối cùng qua ngày hôm sau để di quan thì mọi người lại hát hò. Cái này thì thật sự ra đưa vào La Thành thì cũng tội nghiệp cho em, bởi vì có lẽ là em chưa có thấy cái cảnh khóc mướn, đúng không ạ? Tôi đã chứng kiến cái cảnh khóc mướn đó rồi. Cái người khóc mướn đó họ cũng né cái chữ dữ lắm. Ví dụ ông cụ đó chết muốn tới khóc cha họ, nhưng mà mình nghe kỹ đó, nó không phải là cha của ổng, mà toàn là nghe cha ai là cha ai, cha không phải là cha của ổng. Thành thực ra cái tình huống này khi mà đưa vào thì có lẽ là La Thành chưa có quen lắm. Nhưng mà nói chung là các bạn cũng hơi nhây, nhưng mà tôi cũng muốn cái nhây đó nó có một cái kết cục nào đó nó đẹp hơn. Cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn phần nhận xét của giám khảo Hoài Linh. Và bây giờ chúng ta sẽ đến gần hơn với giám khảo Hoài Linh. Xin mời. Thưa giám khảo Hoài Linh, anh đánh giá thế nào về 3 phần thử thách của khách mời? Có lẽ là quý vị cũng đã nhìn thấy được cái sự nỗ lực của tất cả các khách mời của chúng ta hôm nay. Trong khi tôi ngồi ở đây thì tôi quan sát kỹ càng và tôi đã có cái phần chọn riêng của mình để trao cái cánh cửa là chiếc cúp ơn giời cậu đây rồi cho vị khách mời đó. Dĩ nhiên là còn thêm một phòng nữa, đó là phòng của Linh và anh Trung Dân. Hy vọng là các bạn sẽ làm tốt hơn nữa để chúng ta đem đến, chủ yếu là đem đến nụ cười cho quý vị khán giả. Vâng. Thưa quý vị và tất cả các bạn, căn phòng thứ tư với 2 vị trưởng phòng, những người mà tung hứng rất nhịp nhàng với nhau. Chưa cần nói hết câu là họ đã hiểu ý nhau rồi. Chúng tôi vẫn gọi 2 trưởng phòng của căn phòng thứ tư này gọi là máy gặt đập liên hợp. Một bên gặt, một bên đập để cho ra sản phẩm ngay. Và sản phẩm đó chính là những tiếng cười gửi tới quý vị và tất cả các bạn. Và bây giờ chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để mời giám khảo Hoài Linh vào trong chuẩn bị cho căn phòng tiếp theo. Xin cảm ơn. Khi hoàn thành phần thi thì đầu tiên là cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng mà mình cũng cảm thấy chưa hài lòng với bản thân của mình. Cảm giác đầu tiên khi mà Thành bước vào phòng với bối cảnh là một cái đám tang và Thành là khóc mướn thì Thành rất là ngại. Đám ma của ai vậy? Đi khóc thuê mà không biết đám ma của ai, sao cha hồ đồ thế? Không biết tại sao nữa, mình giống như không hợp vậy đó. Có cảm giác hơi âu lo. Nhưng mà sau khi được anh Long với lại chị Dạ dìu dắt thì Thành thấy từ từ mình cũng tự tin hơn được một xí. Thực sự thì khóc mướn, Thành có nghe về cái nghề đó, nhưng mà hoàn toàn là Thành chưa hình dung được nó như thế nào. Cho nên Thành hơi thất thế ở trong cái phần thi này. Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Vâng, thưa quý vị, thời gian nghỉ ngơi của chúng ta đã hết. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ dành một tràng vỗ tay để đón chào sự quay trở lại của 3 khách mời trong chương trình hôm nay. Xin mời. Lâm Khánh Chi, A Hậu Mâu Thủy và La Thành. Không sao ấy. Sao là anh? Ý anh muốn đứng gần Mâu Thủy vậy? Không phải, anh muốn đứng giữa. Không phải, đó, đây, thế này nó mới đẹp đấy. Nó khác hẳn luôn. Thưa quý vị và tất cả các bạn, 3 khách mời của chúng ta, họ đã vượt qua những cánh cửa một cách ngoạn mục. Họ đã vượt qua những phần thử thách của các trưởng phòng đưa ra. Đương nhiên là chúng ta thấy đã có những lúc nở hoa và nhiều khi thực sự họ bế tắc. Dù gì thì mình cũng đã hoàn thành xong thử thách của trưởng phòng. Cho dù tốt hay không tốt thì mình cũng đã cảm thấy hài lòng với cái phần. Khánh Chi, bạn có vừa lòng với phần thi của bạn không? Nói chung thì em cũng vừa lòng được 90%. 90%. Vừa lòng rồi đấy. Một thủy, tôi thấy bạn mới là gây gớm á. Trưởng phòng muốn thế nào bạn làm theo vậy. Và nó cứ ngọt như không ấy.
bạn nuối tiếc gì không? Vâng, là tại vì em bị cái là hơi bị nhanh, cho nên là em cứ làm theo cái guồng của anh Trường Giang, nhưng mà em lại quên mất là ba mình bị lẫn, thì em hơi bối rối về cái chuyện đó một chút xíu thôi. Còn em thấy là hôm nay em cũng khá lầy. Tôi đang chờ đợi các bạn là phải chê trách trưởng phòng một chút. Ở lát có gặp Trường Giang không anh? Có, còn lại gặp lại mà. Không, ảnh rất là dễ thương anh à. Ảnh đối xử với em rất là tốt, luôn luôn cho em những cái thử thách mà em thấy là nó bổ ích cho cuộc sống của em sau này. Trường Giang number one. Vâng, Trường Giang number one rồi. Các bạn lưu ý, còn một căn phòng nữa. Ở đó các bạn hãy thể hiện khả năng của mình. Hãy bình tĩnh, tỉnh táo, đừng để xảy ra những điều mà mình phải nuối tiếc. Mọi người luôn ủng hộ cho những khách mời của chương trình. Và cụ thể bây giờ hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để những khách mời của chúng ta quay vào trong để chuẩn bị kỹ càng hơn về tâm lý. Xin cảm ơn. Xin mời quý vị, chúng ta cùng mở căn phòng số 4. Xin mời. Qua đây làm chi đây? Thì có chuyện tôi mới qua. Không có chuyện gì hết trơn á trời á. Mấy đời nay rồi, làng thượng làng hạ không có quen biết nhau. Ủa? Làng thượng làng hạ không quen biết nhau hả? Ông nói như vậy á thì một lát coi chừng á, cái câu đầu tiên là ông phải xin lỗi tôi à. Xin lỗi cái cụ Loi. Cụ Loi thì ông ăn đi. Cái đó là từ theo truyền thống từ đời ông cố tôi để lại rồi. Truyền thống sao ông nói nghe coi. Tại sao hai cái làng này không nhìn mặt nhau? Là tại từ cái đời ông cố ông. Đi qua hỏi cưới con gái của làng tôi à, đem vàng qua à, vàng thì thổi vậy á. Khi mà gia đình bên tôi á, ừ xong xuôi rồi á, dở ra ở trong bạc không. Thấy lừa lọc không? Đó không phải là lừa lọc, chính lễ là hình thức, thấy không? Yêu thương mới là cái mà cần thiết. Mấy người coi trọng vật chất cho nên dòng họ mấy người, cái làng của mấy người ế tới bây giờ nè. Nói vậy là nói bậy. Bậy là sao? Ngày nay mới là tình cảm nè. Ngày xưa là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Vì ông tôi quá tin tưởng ông cho nên mới nhận cái sính lễ đó. Rồi xong, tới đời ông nội của tôi với ông, hai làng đã thôi du di bỏ qua rồi. Cuối cùng ông nội của ông đi qua đây à, cũng xin cưới. Có đưa vàng à? Có đưa vàng, tôi đâu có nói gì đâu à. Đi được 5 phân vàng, đi ra tiệm cân còn 4 phân rưỡi. Bây giờ không nói nhiều, thấy không? Tôi nói thiệt, bữa nay á, tôi chịu khó, tôi muối mặt qua đây. Cái chuyện quan trọng là vậy. Ông nhìn con gái của làng ông đi, ha. Con trai thì đi xứ khác mần ăn, con gái thì đi vô trong cái chỗ xí nghiệp này kia làm riết. Thậm chí có những đứa ra nước ngoài lấy chồng. À, bây giờ á, bên ông cũng ế, mà bên tôi cái tình trạng nó cũng như vậy. Bây giờ tôi thấy con trai tôi ở không, mà con gái bên ông cũng ở không, thì hai bên cho nó ráp mí lên cho nó bận rộn đi. Ông còn nghĩ ngợi xa vời chuyện cũ làm chi cho nó mệt. Tôi cũng muốn vậy chứ. Thấy hai đứa con gái tôi nó lớn lên, mà thanh niên ở làng này nó bỏ đi hết trơn à. Bởi vậy tôi nói thiệt là vợ tôi cũng mất rồi á. Nếu mà vợ tôi mà không mất á, tôi cũng bỏ làng này tôi đi làm chỗ khác. Quê mình cứ ngày năm nào cũng người từ bao nhiêu đời nay cứ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời hoài. À, bây giờ tụi nhỏ lớn lên tôi cũng muốn nó đi ra ngoài để nó làm ăn cho khá. Nhưng đi riết trong làng không còn ai. Bởi có vậy, công có chuyện toàn bà giá không. Đúng rồi. Thôi được rồi, bây giờ ông kêu mấy đứa con gái của ông ra đi, rồi tôi kêu thằng trai tôi ra. Hãy được đứa nào là tôi với ông xui gia bỏ hết chuyện cũ, làm gật động cái rồi tôi tiến hành liền. Vậy bây giờ trước tiên là tôi với ông bỏ cái chuyện thù hằn đấy không? À, vậy tôi kêu con trai tôi vô nha. Dạ. Lá Thành biểu. Vâng. Mỹ Khanh à, Mỹ Khanh. Mày thương đứa nào thì mày chọn đi nha không? Nhà này có hai chị em hả? Ừ. Ai cũng được cha. Rồi, đó. Ôi trời. Đẹp lòng lộn không? Đó, cha sao con vậy? Bệnh cha sao con vậy? Hồi nãy mới nói bỏ qua hết mà cũng còn thọc gậy bánh xe là sao? Không, cái này tôi không có thọc gậy vô bánh xe à, tôi thọc thẳng vô ông luôn à.
Mấy người hay quá ha. Trời đất ơi, mấy người chê cha con tôi. Mấy người nên nhớ mấy người là đàn gái nha. Giờ phút này mà ế chạy dài, tính treo hai cái hũ mắm để cho nổ cái ùm thú ùm hả? Xin lỗi ông anh, không có cái làng mình tôi vẫn gả làng bên được. Nhưng muốn bỏ cái sự thù hằn này thì hai làng phải nên kết nối. Cho nên tôi mới bắt tay ông anh là như vậy. Bây giờ tôi nói ông nghe nè. Người ta nói mua heo lựa nái, mua gái lựa dòng. Dòng họ nhà tôi cũng dòng họ giỏi trăm anh thế phiệt. Con nhà ba hộ ngày xưa chứ cũng đâu có phải thứ thường. Tôi nói cho anh nghe, tôi chọn rể cũng vậy. Làm sao thằng rể đó phải có tài cán để nó về nó lo lắng cho con tôi. Thấy không? Nó lo lắng cho gia đình, cuộc sống nó sau này. Con ông anh được cái gì? Được cái gì? Nói nghe coi. Nè, chưa gì hết mà tự nhiên mà vỗ ngực xưng tên dữ vậy. Bây giờ nghe hỏi nè, con gái là phải biết công dung ngôn hạnh. Vậy tôi hỏi cô dò dài đó, công dung ngôn hạnh là gì cô dò dài biết không? Nói đi. Trả lời đi con. Ồ con tên Thủy. Công dung ngôn hạnh là phải xưng tên trước thì mới nói chuyện. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Chứ ra ngoài đường ai kêu dò dài mình trả lời thì là không có được. Cái dò là dành cho heo. Đúng rồi, bác phải kêu đúng không con chứ. Cái kêu cái chân, không có cái dò. Tôi không biết tên mà tôi thấy nhân không gian. Không biết tên là cha nó đứng đây không biết hỏi à, câm hả? Trời đất ơi. Nghe không? Mày nghe không? Mày kêu tao qua đây mày thấy tao mày để tao chịu nổi không? Thôi cha, ráng đi cha, con cũng mới mà. Ví dụ như là muốn hỏi ông anh nè, cho xin hỏi con trai ông anh tên gì? Nó là La Thành, con của La Làng là tôi nè. Cảm ơn ông anh. Đó, lịch sử không? Xin hỏi là hai thôn nữ của ông anh tên gì? Con gái tôi á, con lớn á, nó tên con Thủy, con nhỏ nó tên con Chi. Mày chịu con nào mày? Hai chị em luôn ba. Trời đất ơi. Gia đình ăn tạp. À, ê, mày này thấy nó chửi ta nữa rồi mày thấy chưa? Bây giờ mày đại diện mày hỏi này, công dung ngôn hạnh mày hỏi giùm coi. Con dò dài á, con thấy chấm chấm rồi. Con dò dài hoài. Con dò dài nữa. Bé Thủy, áo dạ, tím. Nghe anh. Con à. Trời ơi, công dung ngôn hạnh. Công dung ngôn hạnh gì kỳ á, thấy con trai tôi tướng tá ngon lành cái xà lự liền á trời ơi. Tên là nam nữ thọ thọ bất tương thân chứ. Không phải, nó tưởng con sâu rau tính bắt về cho gà ăn. Trời đất ơi. Em ơi, em Thủy đúng không? Dạ. Em cho anh hỏi là cái mà công dung ngôn hạnh là gì vậy? Người ta thường nói là trai tài, gái sắc. Chưa vô vấn đề nha. Trước khi em trả lời câu hỏi của anh thì gái đã sắc rồi, chưa thấy trai tài cho nên gái không trả lời ạ. Vậy là mấy người muốn là coi cái tài năng của thằng quý tử tôi phải không? Được. Tôi xin trân trọng giới thiệu, thằng quý tử của tôi nó có đa tài. Tài thứ nhất là khi nó mà có mà ở đâu nó mượn tiền là bất cứ người nào cũng phải cho. Tin không? Không. Không tin, làm thử. Nè ra con. Đó, mượn đi. Em có thể cho anh mượn một ít tiền được không? Để làm gì anh? Nói thiệt với em là ba anh gần chết bệnh nặng lắm. Thằng mất dạy. Không, từ thường thường con xin mượn tăng vậy không mà ba cho ông biết hả? Vậy khi nào anh trả lại? Khi nào cha anh khỏe thì anh trả. Không, bậy. Con trả lời như vậy là không bao giờ cho con mượn. Con âm nó như vậy là dở. Đây nè, nghe câu đó trả lời nè, hỏi lại coi. Khi nào trả? Khi nào trả? Tôi là nó nè. À, em à, khi nào cha anh chết xong anh lấy tiền phúng điếu trả lại em đó. Trời đất ơi. Vậy người ta mới cho chứ, người ta nói có lúa mới cho mượn gạo. Con tôi nó có một cái tài, khi nó đứng trước một người phụ nữ nó chỉ cần nói hai câu thôi thì người phụ nữ đó cho nó hôn má liền. Nói đi anh. Má, con muốn hôn má. Kêu mày tới má lận đó. Má là má của bầy con nó, má sắp nhỏ hiểu tôi biết chưa? Rồi thì bởi vậy con tôi nó ngu, tôi chửi nó mà. Ờ, ông chửi dâu tương lai tôi thấy nóng ruột lên tôi binh nó. Ai gả chưa gả mà dâu tương lai? Chưa gả mà dâu tương lai không biết. Tôi chắc tôi có gả không? Trời đất ơi, chảnh nữa. Bây giờ mới hai cái này á, rồi thôi được rồi, ông anh nói như vậy á tôi cũng đồng ý. Ông con ông anh có tài,
trai tài đã trả lời rồi, bây giờ gái sắc trả lời nghe coi chơi. Công dung ngôn hạnh là gồm cái gì? Công dung ngôn hạnh là không có chỉ ở bề ngoài xinh đẹp mà còn ở đạo đức, nhân cách bên trong nữa. Lấy nhỏ này liền. Từ từ con ơi, đừng có hấp tấp. Coi vậy chứ không bằng. Qua thử thách em này coi. Cha muốn con thử cái gì? Con thử bằng chính cái khả năng của con, cái biệt tài mà cô gái độc chiêu của con. Cô gái hả? Ừ. Cô gái là nghề của mày mà, tao nghe đồn. Cua đi anh, cua sao dính nha. Em nhìn em anh thấy quen quen, hình như mình gặp ở đâu rồi phải không? Gặp ở đâu anh? Anh thấy không có quen. Có quen. Quen đâu anh? Quen, em cho anh địa chỉ nhà với lại số điện thoại đi, nhiều khi anh nhớ á. Nhà em á hả? Nhà em 222 sạc 22 sạc 22 sạc 1222. Số điện thoại số mấy? 0909090015 178910. Nhớ nổi không con? Gì vậy? Dạ. Con thấy không được. Con làm không có được. Lần sau mày làm không được, lần sau gì sao mày muốn vợ? Con muốn vợ cho qua cưới cho con thôi chứ, nhà mình có tiền mà. Trời đất ơi, vậy thì bây giờ con lấy cái chuyện mà điều kiện gia đình mình là có tiền để mà con đánh gục đối phương coi. Đem tiền bung ra. Em à. Sao em? Em cứ lấy anh đi. Anh bảo đảm với em, em sẽ có một cuộc sống sung sướng. Anh lấy gì anh bảo đảm? Nhà anh có rất nhiều tiền, anh đáp ứng cái yêu cầu nào thì em chịu lấy anh. Anh nói như thế nào đó mà thuyết phục ba em đồng ý thì em mới lấy anh. Giỏi. Giỏi. Con của tôi nó sống như vậy là tam tòng tứ đức. Tại gia nó phải tùng phụ nè. Khi nào nó xuất giá thì nó mới tòng phu, phu tử nó mới phải tòng tử. Trời đất ơi, qua đây coi mắt để cưới dâu mà nãy giờ nghe chửi xéo không à. Bởi vậy tao nói thiệt mày, tao muối mặt tao mới qua đây á. Để cho cái nhà của họ ế chảy dài cho rồi đi. Mặt ông khỏi cần muối, nó cũng quéo như trái cà rồi. Cần gì muối, ai quéo? Ông. Tôi quéo hồi nào? Nhìn vậy là biết quéo rồi. Nè, đừng có nói gan nói ngược nha. Ông để hai con nhỏ này làm mắm đi, nếu làm khó cha con tôi. Nhà tôi là nghề làm mắm gia truyền rồi. Dạ, mắm mà còn có giá nữa mà. Làm mắm gia truyền rồi mà bây giờ mắm nó lên hàng đặc sản rồi. Cha này không ưa tắm đó, ưa. Ba, không kể. Hình như con thấy hồi nãy để ý em mình nó chân dài đó, hồi nãy. Con biết rồi, tại sao biết thích chân dài không? Cải thiện nồi giống. Bác thích chân dài. Con anh nó thiệt thà quá. Muốn thử con gái tôi không phải chuyện đơn giản. Chứ bây giờ thằng con anh nó hỏi mà nó cứ mắc cỡ, rồi nó sợ anh nó không dám nói. Ba biết là con là thương cái con nhỏ này. Con về con nói với ba 5 lần 7 lượt rồi. Bữa nay ba bấm bụng ba mới qua để ba gặp thằng Chả. Cái bụng mày sao thì mày nói như vậy, thấy không? Thứ nhất là mày có vợ lớn rồi, không lẽ mày ở giá, thấy không? Thứ hai là mình cải tạo nồi giống mình cho nó cao lên chút xíu, thấy không? Biết đâu cao lên làm thủ môn giống Bùi Tiến Dũng rồi sao, hiểu không? Nói lại đàng hoàng tử tế coi. Nói đi con. Lý do anh qua đây là anh yêu em từ lâu rồi. Em có chừng nha. Ừ, khi nào anh lộn không? Không đâu, anh bảo đảm là em mà. Anh đã nhìn thấy em, anh đã cảm tình từ đó, nên anh mới về nói với ba anh qua đây hỏi cưới em. Đó, đơn giản vậy thôi à. Nhưng mà anh biết sao không, em nói nghe nè. Thật ra là em cũng ế chồng mới chơi rồi, cũng chờ người qua đây thôi. Nhưng mà tía anh á, tối ngày cứ dằn hắt tía em. Rồi xong rồi từ tổ ông này, từ cụ ông kia ghét qua bao nhiêu năm rồi, cũng khá lên được nữa. Thôi bây giờ á, hai với mình cũng như cũng hợp ý với nhau rồi, thì mình tìm hiểu trước anh nha. Có gì á, cái mối lương duyên này cũng là cái mối hàn kết giữa gia đình hai đứa mình luôn. Đó. Thôi tụi nó không nghe. Bây giờ là không phải nói là gả liền. Cho tụi nó thời gian tìm hiểu. Hai bên làng mình bây giờ hòa thuận rồi. Cái cây này không còn chia cắt hai làng nữa. Cây này sẽ là cái nơi mà tụi nó hẹn hò, nói chuyện nhau trong sáng đàng hoàng, thấy không? Rồi khi nào coi thử hai đứa nó hợp nhau, mình làm xui gia, được chưa? Được. Rồi, cảm ơn anh. Chuông vỗ tay. Thưa quý vị và tất cả các bạn, trong suốt thời gian theo dõi tình huống vừa rồi,
tôi chỉ có một cảm nhận duy nhất là chưa bao giờ tôi thấy bộ quần áo của tôi lại hợp với hoàn cảnh đến như vậy. Anh có thể thấy em gửi anh cái cúc. Có một điểm đặc biệt, tình yêu sẽ hóa giải tất cả. Và tôi tin rằng tình yêu cũng là cái điểm mà hai ông bố đang rất cần thiết cho lứa đôi của tuổi trẻ. Những thông điệp đã rất rõ ràng và bây giờ là lúc chúng ta đến với một thông điệp rất quan trọng. Đó là cúp thuộc về ai? Xin mời anh. Vâng, trước tiên thì cảm ơn La Thành, cảm ơn Lâm Khánh Chi và cảm ơn Mâu Thủy đã đến tham gia với chương trình. Và trên tay tôi thì chỉ cầm có một chiếc cúp duy nhất thôi. Và chiếc cúp này tôi sẽ trao lại cho một người mà ngay đầu tiên tôi rất là lo sợ, bởi vì cái sự va chạm của cô ấy không có nhiều lắm và với sân khấu. Và cái này tôi sẽ gửi đến cho Mâu Thủy. Xin chúc mừng ao Mâu Thủy, xin chúc mừng. Và Mâu Thủy đã giành được chiếc cúp của chương trình On Trời Cao đây rồi, xin chúc mừng. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi chương trình Ân Rời Cậu Đây Rồi, Thanh Gốt, You Are Here. Chương trình được phát sóng thường xuyên vào 21 giờ 15 phút tối Chủ nhật hàng tuần trên VTV3. Quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội đến với Ân Rời Cậu Đây Rồi, Thanh Gốt, You Are Here. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Long Dương tới! Dạ thưa Long Dương, biển thì bao la bạc ngàn luôn, cảnh vật của trời cho rồi, cho nên mình không có cần phải làm gì, biển vẫn mãi mãi đẹp trường tồn theo thời gian. Tôi là cai quản biển nè, mà coi cái mặt tôi nè, bây giờ họ không kêu là Long Dương, họ kêu là Hà Bá không á. Chết, sao vậy Long Dương? Xấu như Hà Bá đó. Mấy cái chàng không lẽ ở dưới đây tôi uống hả? Mấy người giục từ cái trên đó xuống á. Tại ông này đánh bơm ngay cái đống rác, cái nó đổ nó văng tùm lum. Có ai điên mà xuống dưới biển đánh bơm ngay đống rác không? Em thì em yêu biển lắm, mình muốn biển trong sạch, không có một hạt sạn, hạt cát nào. Em bới cát ở biển lên hết à. Đó, là chỉ còn chưa lại nước và cá rong riêu rồi thôi. Thì rất là may mắn khi mà được chú Hoài Linh giao cái cánh cửa này. Nãy giờ la hét ở ngoài quá trời luôn. Các fan của Thủy khi mà nghe Thủy tham gia chương trình Ân Rời cũng rất là hồi hộp và rất là lo. Không biết là cô Bi già này là có thể là ứng xử được hết không. Nên hôm nay phần thưởng này dành cho các team Bi già nha. Chương trình đã cho Thủy một cái kỷ niệm vô cùng quý báu. Và Thủy nghĩ rằng sau khi là tham gia chương trình này thì Thủy không sợ chương trình nào nữa cả. Bởi vì chương trình này quá sợ rồi.